Mọi người có thấy được slide không ạ? À dạ vâng, thế thì em xin phép chia sẻ, nhưng mà cũng như đã nói là rất là nhờ sự tương tác của phía anh chị để cho em biết được là em đi có đúng hướng hay không. Thế thì để bắt đầu cái bài này thì em đã lựa chọn một cái trường hợp lâm sàng gần đây em mới gặp, cách đây có 2 3 tháng gì đó thôi. Thì để muốn muốn có một cái thông điệp để gửi đến quý anh chị thôi ạ. Thì đây là một cái bệnh nhân nữ, bốn mấy 42 tuổi chẳng hạn. Thì bệnh nhân này đến với em, thật ra bệnh nhân này là một người miền Nam đó, và là vợ của một cái nhân vật rất là cao cấp. Thì bệnh nhân này đã đi khắp ở miền Nam rồi á, và họ chỉ biết là họ có một cái thiếu máu thôi. Trong cái chuyến công tác ở ở Ra Bắc lần này thì họ đến gặp em lại để khám, bởi vì họ vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề của họ. Thì trong lần này đến họ khám thì đấy, một cái điều mà có thể thấy rất là rõ đó là một cái thiếu máu của cái bệnh nhân này, và cụ thể là cái huyết sắc tố lúc này chỉ có 71 gram trên lít thôi. Với một cái ECV và MCH rất là nhỏ, một cái thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắc rất là nhỏ, thì em tiến đến là xác định, chắc Hiền ơi, Hiền Hiền tắt mic với nhá Hiền. Tại thì với một cái thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc như vậy thì nhanh chóng em tiến đến xác định thử là cái cơ chế gây ra cái thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc này là cái gì. Thì với cái kết quả xác định ferritin chỉ có 4 mà thôi á, thì chắc chắn 100% đây là một cái trường hợp của thiếu máu do thiếu sắt rồi. Tuy nhiên có điều gì thú vị, vào ngày 24 tháng 11 á, thì sau khi xác định lên đây là một cái trường hợp thiếu máu do thiếu sắt, thì bọn em xác định được là bọn em quay trở lại một cái tìm lại lịch sử bệnh nhân, thì có một cái công thức máu được thực hiện cách đây vào ngày khoảng 4 tháng trước đó, vào ngày 20 tháng 7. Thì lúc đó huyết sắc tố của bệnh nhân khoảng 104, và lúc này ferritin cũng chỉ khoảng 11,8, tức là đã có thiếu sắt từ thời điểm đó, và bệnh nhân này đã có từng tiền sử đã từng phải truyền máu rồi. Như vậy là cái máu này là cái máu có lẽ sau khi đã truyền rồi á, kèm với đó là cái thiếu máu thiếu sắt ở thời điểm này cũng rất rõ ràng rồi. Như vậy là thiếu máu này đã diễn tiến qua ít nhất là vài tháng nay và đang có xu hướng tệ dần, có nghĩa là phải có một cái nguyên nhân gì đó làm cho tình trạng dự trữ sắt của bệnh nhân mất dần qua thời gian. Thế thì em điều tra bệnh sử thì có cái đấy đấy là bi lăng sắt của ngày 26 tháng 11. Khi bọn em điều tra đủ cái bi lăng sắt thì bên cạnh cái ferritin bằng 4 đó thì các cái bi lăng khác còn cho thấy rất là quan trọng, đó là cái TIBC và transferrin nó tăng cực cao. Với một cái transferrin và cái khả năng gân sắt toàn thể nó cao như vậy á, thì điều đó nó phản ánh rằng cơ thể của người phụ nữ này đang có nhu cầu hấp thụ sắt rất lớn, có nghĩa là đang có một tình trạng đói sắt rất là kéo dài. Như vậy chuyện gì đã làm cho bệnh nhân này mất sắt nhiều như vậy? Thì điều tra bệnh sử thì bệnh nhân này có một cái tiền sử đó là rất là dễ chảy máu cam thôi, chứ không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng chảy máu cam, thỉnh thoảng chảy máu răng, thỉnh thoảng dễ bầm da, chỉ như vậy thôi. Và nghe qua thì bệnh sử không tìm thấy một ổ mất máu đặc biệt, nhưng mà tiền sử này đã xuất hiện từ thời còn bé rồi, nhưng hầu hết là các bác sĩ họ đi khám ở trong Sài Gòn thì họ không để ý. Thì lúc này em nghi ngờ ngay, tại vì một trong những lĩnh vực mà em rất là quan tâm đó là vấn đề của đông máu. Thì tiền sử này rất là phù hợp với một cái rối loạn đông máu di truyền, đặc biệt á, là bệnh nhân này có 2 đứa con sinh ra cũng có một cái tiền sử rất là dễ chảy máu cam như vậy. Và kết quả là bọn em đã xác nhận được về mặt kiểm tra, bởi vì liên quan tới một cái rối loạn đông máu mà thời gian PTA PTT không biến đổi, thì nó chỉ tập trung vào một số các rối loạn chính, không có nhiều, bao gồm là suy giảm của Wolnogren, rối loạn chức năng tiểu cầu và suy giảm yếu tố 13. Thì trong bối cảnh này bọn anh đã xác nhận được bệnh nhân này là một bệnh nhân có rối loạn chức năng tiểu cầu với suy giảm khả năng gân tập của tiểu cầu với ADP. Như vậy là đã xác định được lý do tại sao bệnh nhân này thì dễ chảy máu, và có lẽ cái cơ chế đưa đến cho cái vấn đề mà bệnh nhân này thường xuyên phải bị mất máu kéo dài.
Tức là hiện tượng mất sắc đến từ cái vấn đề chảy máu rỉ ra kéo dài do rối loạn chức năng tiểu cầu. Tuy nhiên, câu chuyện nó vẫn chưa xong. Thì sau khi đã xác định rõ cơ chế và những vấn đề cũng xác định được rằng là rối loạn chức năng tiểu cầu là một cái bệnh lý di truyền, cho nên cũng chỉ là can thiệp ở thời điểm có chảy máu mà thôi, còn hiện tại thì cũng không cần làm gì thêm. Thì bệnh nhân bắt đầu được bước chân vào hành trình điều trị bù sắc. Thì bọn em đã sử dụng bù sắc đường tĩnh mạch cho bệnh nhân. Sau khoảng 3 tuần khoảng 1 tuần bù sắc, 1 2 tuần, 10 tới 13 tháng 12 là bao nhiêu đó, 2 tuần bù sắc hơn, thì huyết sắc tố đã tăng lên 86 gram trên lít. Nhưng mà ở thời điểm này chúng ta vẫn có thể thấy là MCV và MCH vẫn còn rất là nhỏ. Và điều đặc biệt đó là như vậy thì bọn em vẫn tiếp tục bù sắc. Và đây là thời điểm của ngày 13 tháng 12, 1 tuần sau đó bọn em kiểm tra trở lại thì huyết sắc tố không tăng lên được nữa, mặc dù bọn em vẫn tiếp tục bù sắc. Thời điểm này thì bi lân sắc được kiểm tra trở lại thì rõ ràng là nó cũng tương đối cao rồi, nhu cầu sắc của cơ thể gần như cũng trở về bình thường rồi. Nhưng huyết sắc tố không tăng lên được nữa. Điều này cho thấy là có lẽ đã có một cái cơ chế khác góp phần gây ra sự thiếu máu hồng cầu nhỏ này cho bệnh nhân, chứ không đơn giản chỉ là thiếu máu thiếu sắt. Và như vậy thì với một cái hồng cầu ở vẫn còn rất nhỏ sau cái quá trình bù sắt, thì bọn em đã chuyển hướng để nghi ngờ về một cái rối loạn của thalassemia. Thì bọn em làm điện di huyết sắc tố thì điện di huyết sắc tố ra kết quả bình thường. Thì như cũng đã dự đoán, trường hợp này có lẽ nó là một cái alpha thalassemia, bởi vì nếu là beta thì các cái bệnh viện khác người ta đã bắt ra từ thuở nào rồi. Họ đã đi rất là nhiều, họ là một cái nhân vật rất là cao cấp, chứ không có cớ gì họ không biết được cái chuyện này. Và như vậy em đã tiến hành làm đột biến gen và xác định trường hợp này là một trường hợp có cái đột biến C. Đột biến C là một đột biến rất là phổ biến ở khu vực của châu Á trong alpha thalassemia. Như vậy câu chuyện của bệnh nhân này cực kỳ thú vị. Như vậy là câu chuyện này có thể em có thể mường tượng lại với họ về một cái câu chuyện, đó là cô này là một cô sinh ra ở cái khu vực mà vùng nhiệt đới gió mùa như chúng ta, là một cái vùng mà có cái sốt rét nó hoành hành rất là dữ. Và với cái sốt rét hoành hành rất là dữ đó thì cái chủng tộc, cái dòng họ của gia đình này đã thu thập cái đột biến của thalassemia để cho các cái hồng cầu nó đề kháng với cái ký sinh trùng sốt rét và làm cho họ sống sót với cái sốt rét. Thật ra thalassemia của cô này cũng không đến, không phải là mức độ nhẹ đâu, bởi vì hemoglobin khoảng 80 mấy đó thì nó cũng ít nhất phải mức độ trung bình. Nhưng mà với cái mức độ trung bình như vậy á, thì giúp dòng họ này vượt qua được sốt rét, nhưng mà hệ quả là nó sẽ với một cái thiếu máu như vậy, tức là trong cơ thể nó chuyển ra tăng huyết rất là nhiều của cái thalassemia á, thì hệ quả nó sẽ đưa đến một cái ứ sắc, một ứ sắc khá là nghiêm trọng. Chính vì vậy mà gia đình cô này lại thu thập thêm một cái đột biến thứ hai, là một cái đột biến gây chảy máu để hạn chế cái lượng sắc ứ trong cơ thể. Cho nên là kết quả là cô này có thể tồn tại được, né được sốt rét và vẫn có thể né được vấn đề của ứ sắc. Nhưng mà hậu quả của cái chuyện đột biến của chảy máu này nó điều chỉnh không thể nào mà chính xác tuyệt đối hết. Kết quả là cô lại phát thường xuyên và phát triển cái thiếu máu thiếu sắt. Như vậy đây là một cái câu chuyện liên quan đến cả một cái hành trình dài của cái chọn lọc tự nhiên của cái dòng họ này, để thấy là tiến hóa của sinh giới rất là thú vị. Thì đó là bức tranh toàn cảnh trong cái trường hợp của cô bệnh nhân này. Câu chuyện này để muốn nói rằng là cái hành trình chẩn đoán của một cái bệnh nhân trên quan điểm của em á, thì nó là một cái hành trình của nhiều giai đoạn, nhiều bước. Còn ở ngay cái thời điểm ban đầu á, thì không thể kết luận một cách chính xác, một cách chắc chắn được. Và thường các nguyên nhân nó cũng không phải là đơn lẻ mà nó thường là phối hợp. Và cái duy nhất mà mình có thể làm được tốt nhất thì em nghĩ rằng là mình phải giữ cho mình một cái tư duy y học rất rất là logic, thì mình sẽ giải quyết được tất cả các cái vấn đề nó liên quan. Vậy thì em sẽ bắt đầu bước chân vào bài về cái tiếp cận của cái thiếu máu. Thì em có một vài cái nhận định ban đầu như thế này. Thứ nhất đó là chúng ta không có cái khái niệm lão hóa của hệ thống tổng máu, có nghĩa là
Chúng ta có rất là nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là một cụ già 80 tuổi vào viện, thì khi mà thiếu máu nhẹ nhẹ thì người ta chấp nhận nói thôi già quá thiếu máu nhẹ nhẹ cũng được, nhưng thật ra điều này là không có. Tuổi thọ của cái tế bào gốc tạo máu nó lớn hơn cái tuổi đời của mỗi người, cho nên là về mặt lý thuyết thì dù cho họ sống có đến 90 tuổi 100 tuổi gì thì nếu họ không có bất thường bệnh lý thì công thức máu của họ chắc chắn vẫn phải là một điều bình thường. Cho nên tất cả các trường hợp có thiếu máu thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Đây là một điều chúng ta phải rất là rõ ràng. Và cái một điều rất là thú vị là nếu chúng ta biết cách tiếp cận một cách có logic, một tức là một cách có hệ thống, thì phần lớn chúng ta đều có thể xác định được nguyên nhân một cách rõ ràng. Và xa hơn nữa như cái ví dụ hồi nãy mà em trình bày đó, đó là nếu như mình phát hiện được cái trong nhiều tình huống chỉ cần tập trung điều tra cái nguyên nhân thiếu máu thì có thể chúng ta sẽ tìm ra được cái gốc rễ của các cái vấn đề bên dưới của bệnh nhân. Và như đã nói, thật ra thì một bệnh nhân khi 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 vào viện thì sẽ có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà nếu bắt được một cái điểm để điều tra, một cái điểm điều tra, cái điểm đó là một điểm có ý nghĩa để điều tra, thì nó có một cái cơ hội sẽ là khai phá ra cái sự thật bên dưới. Và như đã nói là chẩn đoán là một cái quá trình nhiều bước, chứ cắt ngang ở một thời điểm thì rất là khó để nói được là mình đúng hay không đúng, và nguy cơ thiên kiến rất là cao. Thì đối với thiếu máu, em không mong là anh chị sẽ, em rất là muốn anh chị cùng nhau tư duy thôi nhé, chứ không cần nhớ đâu. Thật ra cái bài này là em không hề dựa trên bất cứ một cái tài liệu nào để viết, em toàn viết theo suy nghĩ của em thôi. Nhưng mà em cũng đã bắt đầu chép lại với các cái y văn rồi, thì nói chung cũng cũng không thiếu gì đâu. Cho nên là em rất là mong anh chị thử tư duy thôi, nó không cần phải nhớ một cái gì đâu. Thì thiếu máu em vẫn phải làm rõ lại là nó có hai cái tình huống mà mọi người gần như trong trường y các thầy cô không có nói kỹ lắm. Chúng ta chỉ quan tâm tới cái trường hợp thiếu máu thực sự là cái hemoglobin giảm. Thì cũng xin nhắc lại là đối với thiếu máu thì chúng ta phải nên chú ý tới hemoglobin hơn là các cái thông số khác như là hematocrit hay là số lượng hồng cầu, đặc biệt là không đáng tin nhất là số lượng hồng cầu. Bởi vì cái sau cùng của thiếu máu là vấn đề liên quan tới vận chuyển oxy, mà vận chuyển oxy nó phụ thuộc chính vào cái nồng độ hemoglobin. Cho nên là định nghĩa thiếu máu phải bám vào hemoglobin thôi. Còn trong một số bối cảnh đặc biệt thì người ta mới cần tới cái hematocrit. Thì cái trường hợp thiếu máu thông thường nhất mà chúng ta bắt đầu khởi động một cuộc điều tra là khi hemoglobin nó giảm, thì cái này không có gì đặc biệt để nói rồi. Nhưng có một cái tình huống khác mà chắc chắn là các anh chị làm ở bên nhi sẽ gặp rất nhiều, hoặc là một số người có kinh nghiệm rồi thì không nói, còn một số thì bỏ qua luôn, và chắc chắn là gặp rất rất nhiều á, khi em ra đây thì em đã gặp quá nhiều rồi. Đó là cái trường hợp mà họ không có thiếu máu nhưng chỉ có cái hồng cầu nhỏ và nhược sắc không thôi, chỉ có hồng cầu nhỏ và nhược sắc không thôi. Thì ví dụ như mà anh chị thấy một cái tình huống như vậy thì anh chị có thể kết luận luôn á, đây chắc chắn là một bệnh lý hồng cầu di truyền, và có thể nhắm mắt cũng có thể 90% nó sẽ là thalassemia, mặc dù không chỉ mỗi thalassemia mà nó sẽ có một số các cái rối loạn hồng cầu di truyền ít phổ biến khác nữa. Mình có tới từng nhắc tới rối loạn hồng cầu di truyền thì mình sẽ nhớ tới ba cái thành tố của một cái hồng cầu, bao gồm rối loạn của cái màng hồng cầu, rối loạn của cái enzyme chuyển hóa trong hồng cầu, và rối loạn cái thành phần ở trong lòng của hồng cầu, đó là huyết sắc tố. Như vậy khi nhắc tới rối loạn hồng cầu di truyền thì luôn luôn phải nghĩ tới một trong ba cái thành phần nào bị ảnh hưởng, đó là màng hồng cầu hay là enzyme hồng cầu hay là huyết sắc tố. Chỉ có ba thành tố đó thôi, bởi vì hồng cầu là một tế bào rất là đơn giản, nó không có nhân, mà nó chỉ có ba cái thành tố chính đó thôi. Trong cái cuốn sách về các bệnh lý do hồng cầu thì bọn em cũng đều có tập trung chia làm ba cái bài viết riêng cho các bệnh lý màng, bệnh lý enzyme và bệnh lý của huyết sắc tố. Thì hầu hết bệnh lý màng á, có một đặc điểm là bệnh lý màng thì nó không có đặc trưng của bệnh lý màng hồng cầu á, thì nó không làm biến đổi về mặt kích thước của hồng cầu, cho nên MCV, MCH sẽ không thấy sự biến đổi. Bệnh lý của enzyme hồng cầu nó cũng không làm thay đổi kích thước màng hồng cầu, cho nên trong các bối cảnh này thường MCV, MCH sẽ không có bị biến đổi. Còn MCV, MCH mà bị thấp á, thì nếu là bệnh lý di truyền thì gần như chắc chắn nó là bệnh lý của huyết sắc tố.
lý do tại sao thì chắc ở phần trao đổi rồi anh chị cứ đặt vấn đề rồi mình sẽ suy nghĩ tại sao nó là như vậy. Và trong bối cảnh này thì vì sao anh lại có thể kết luận là nếu như không thiếu máu mà MCV, MCH giảm thì nó chắc chắn là một bệnh lý hồng cầu di truyền, gần như là như vậy. Là bởi vì các anh chị biết là để có thể mà thay đổi cái MCV, MCH của một cái dân số hồng cầu, trung bình hồng cầu nó tồn tại 120 ngày, muốn thay đổi được cái kích thước chung của cái quần thể hồng cầu, bởi vì chúng ta biết rằng MCV hay MCH, chúng ta tập trung cho MCV thôi cũng được, thì MCV là cái kích thước trung bình của hồng cầu, và muốn thay đổi như vậy nó cần có một cái dân số hồng cầu mới với chiếm khoảng 1 phần 3 dân số hồng cầu mới. Nó ví dụ như một cái dân số hồng cầu bị nhỏ nó mới xuất hiện do thiếu sắt chẳng hạn, thì cũng phải mất một thời gian 1 phần 3 cái dân số hồng cầu bị nhỏ đó nó đi ra máu, cộng với 2 phần 3 cái dân số hồng cầu cũ vẫn còn kích thước bình thường, thì nó mới kéo được cái MCV trở về cái mức thấp. Và như vậy thì chắc chắn hemoglobin nó đã xuống rồi. Cho nên thông thường thì thiếu máu nó sẽ xuất hiện trước, rồi khi đó cái MCV, MCH nó mới bắt đầu lộ rõ được cái sự thiếu hụt của nó, tức là cái kích thước nó bắt đầu nó suy giảm. Cho nên nếu như chưa có bằng chứng gì của thiếu máu mà MCV, MCH đã giảm rồi á, thì có nghĩa là nó không phải giảm bởi vì một cái dân số mới xuất hiện đâu, mà vốn dĩ là ngay từ đầu các cái dân số hồng cầu này tạo ra nó đã có cái MCV, không có, nó đã nhỏ từ đầu rồi. Không biết ở cái điểm này anh chị có trao đổi gì không ạ? Không biết anh chị nào có gặp được tình huống này chưa ạ? Nếu mà anh để ý là chắc nó nhiều lắm đúng không anh? Và trường hợp này hầu hết nó là alpha thalass, cho nên là điện gì anh cũng không làm ra đâu. Điện gì anh cũng rất là khó xác định, bởi vì điện gì hay sắc tố thì nó chỉ hữu ích đối với beta thalassemia thôi, còn alpha thalassemia thì nó chỉ hữu ích trong bối cảnh mà alpha ở dạng nặng á, khi nó xuất hiện HBH hoặc là HB bạc. Cho nên là bối cảnh này thì, nhưng mà nếu anh đã thấy như vậy, thông thường thì anh sẽ để ý thêm về số lượng hồng cầu. Trường hợp chỉ cần thấy số lượng hồng cầu nó tăng khoảng trên 5 triệu thì anh có thể, thế thì anh có thể chắc chắn là đây là thalass, và anh mạnh dạn khuyên họ làm đột biến gen luôn, anh sẽ xác định được. Em đều làm 100%, bởi vì thật ra thì ở Vinmec thì bệnh nhân họ cũng không có gặp vấn đề gì về kinh tế lắm, cho nên bọn em đều làm hết và chưa sai ca nào. Cho nên là thật ra là nếu như mà nói chung là hiểu về về nguyên lý vận hành của hệ thống máu thì anh có thể rất là tự tin trong cái chuyện này, và có thể khẳng định là làm luôn. Bởi vì cái chuyện tư vấn di truyền bây giờ đối với thalass, cách duy nhất để mình có thể giải quyết được câu chuyện của thalass là vấn đề về về tư vấn di truyền thôi, chứ còn để xảy ra rồi thì cũng rất rất là khó để có thể giải quyết. Dạ, thì rất là mong bên chỗ Nhi, thì chắc đây là vấn đề mà chắc là Nhi sẽ quan tâm nhiều nhất, cho nên là anh chị cứ nhớ chuyện này, nói chung là anh chị chắc chắn sẽ gặp. Em nghĩ là tất cả các bác sĩ đều gặp, vì vì cái cộng đồng thalass của mình quá đông đi, chắc chắn là tất cả mọi người đều gặp, nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua. Một số bác sĩ dạ không, cứ làm, không phải trường hợp nào, không phải trường hợp nào nó cũng phải cũng là alpha, anh cũng có một số các beta, nhưng hầu hết gặp là alpha, cho nên hiếm khi nào mình làm đột biến gen mà không có điện gì. Thực ra thì mình cũng phải nhận ra một cái ưu và cái nhược của cái điện gì á. Cái điện gì nó có khả năng phát hiện được một số các cái biến thể huyết sắc tố, biến thể của hemoglobin á, biến thể của globin mà nó nằm ngoài cái phạm vi mà xác định của đột biến gen. Khi mình làm đột biến gen á, ở trong thalassemia thì đối với là alpha thalassemia thì người ta làm gap PCR, và đối với beta thalassemia thì người ta giải trình tự, thì người ta chỉ khu trú cho một số vùng thôi, cho nên họ chỉ phát hiện được một số các cái đột biến phổ biến, còn nếu nằm ngoài cái phổ đột biến đó thì họ không xác định được. Nhưng mà đối với điện gì á, thì nó đủ khả năng để phụ tất cả các cái protein bất thường xuất hiện. Cho nên mỗi khi mà có huyết sắc tố bất thường xuất hiện thì nó sẽ hiện ra, cho nên sẽ có cơ hội anh phát hiện ra một cái biến thể mới về 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 huyết sắc tố, nó nằm ngoài cái vùng mà các cái bộ mồi mà mình nhập về để làm đột biến. Cho nên là đột biến âm tính cũng không không phải là
loại trừ thắt lát. Cho nên thật ra điện di rất là quan trọng. Cho nên là dù thế nào đi chăng nữa thì nếu làm thẳng đột biến mà không qua điện di là vẫn rất không nên. Và các cái nhà phân tích di truyền về đột biến của thắt lát họ cũng luôn luôn đòi hỏi là mình phải cung cấp cái bảng điện di cho họ. Cho nên là vẫn phải làm anh ạ. Đây là một điều đầu tiên mà chắc chắn là rất là quan trọng mọi người cần nhớ. Thật ra gần gặp cái trường hợp mà không thiếu máu mà giảm MCV, MCH là trường hợp sướng nhất, bởi vì chẩn đoán gần như không sai được. Thế thì bây giờ mình bước chân vào một cái thiếu máu thật sự, tức là hemoglobin giảm thật sự. Thì đây là quy trình các bước tiếp cận mà theo logic thôi, và em vội em hình dung lại, em viết lại thôi. Bởi vì em nghĩ là chân đấy là đủ để mình có thể đi được. Thế thì bước đầu tiên em nghĩ là chúng ta cần phải xác định cái tình trạng của hemoglobin trước đây. Có nghĩa là bằng mọi giá phải tìm cho bằng được một cái công thức máu mà bệnh nhân đã từng làm đâu đó ở trước đây. Nó rất quan trọng. Hoặc là mình có thể hỏi họ rằng họ, bởi vì hầu hết thì nhiều người bệnh nhân cũng đâu có từng được làm xét nghiệm đâu, hoặc là họ cũng chẳng gửi kết quả, thì mình xem thử là mình hỏi xem thử họ đã từng biết là họ bị thiếu máu hay chưa. Nếu câu trả lời của các bệnh nhân đó xác định là tôi cũng nghe tôi bị thiếu máu từ lâu rồi, thì hầu hết ở Việt Nam nhà mình là toàn thắt lát hết á. Hoặc là bạn đã từng truyền máu chưa á, thì đặc biệt là ở phụ nữ á, đối với nhóm thắt lát thì thường họ sẽ sống cũng ổn thôi, nhưng mà trong khi họ có một số các cái tình trạng ví dụ như sau sinh đẻ rồi dậy thì thường là họ, hoặc là trước khi sinh như vậy thì các bác sĩ ở bên sản thường họ sẽ cho ra cái chỉ định truyền máu. Cho nên đó cũng là một cái dấu hiệu để gợi ý rằng bệnh nhân có cái tình trạng thiếu máu trước đây. Bởi vì cái diễn tiến của cái hemoglobin qua thời gian nó rất quan trọng, mà như ví dụ ở ban đầu em cũng có nói với anh chị đó, diễn tiến gần như không riêng gì hemoglobin mà trong y khoa thì rất nhiều các cái chỉ số theo dõi cái diễn tiến của nó đóng vai trò rất rất quan trọng. Bởi vì nếu như là một, nếu có thể ở VinMed thì có một cái thuận lợi là các cái dữ liệu, tất cả các hồ sơ thì nó đều là điện tử, cho nên là hồ sơ sức khỏe của các bệnh nhân thì gần như đều có thông tin ở trước đây, cho nên là so sánh nó tương đối thuận lợi. Thì nếu như là một cái thiếu máu nó mới xuất hiện gần đấy thì nó giúp chúng ta định hình rằng đây là một cái nhóm nguyên nhân này là một cái nguyên nhân mắc phải gần đây thôi. Và nếu là một nguyên nhân mắc phải gần đây thì chắc chắn là chúng ta phải tìm cho được cái nguyên nhân. Bởi vì có thể cái nguyên nhân thiếu máu chỉ là một hệ lụy thôi, còn nguyên nhân bên dưới có thể là một vấn đề phức tạp hơn rất là nhiều mà bắt buộc phải tìm cho được. Còn nếu như mà cái hemoglobin này nó giảm dần qua thời gian giống như cái ca hồi nãy nhé, thì mình có thể khẳng định 100% rằng nguyên nhân này là mắc phải. Nhưng mà nó khác ở cái ý trên á, đó là cái nguyên nhân mắc phải này nó vẫn đang tiếp tục hoạt động và gây suy giảm cho bệnh nhân. Cho nên chúng ta lại càng phải khẩn trương để tìm kiếm. Và thường thì cái nhóm mà giảm dần qua thời gian này thì lại dễ xác định quá. Cái sau nữa đó là nếu như mà không thấy sự thay đổi, mặc dù lúc này mình thấy một bệnh nhân hemo vào viện có 7 gram trên decilit hoặc là 70 gram trên lít là mình cũng hơi hoang mang, nhưng mà nhìn lại cái bệnh sử cũng 10 năm trước cũng vậy rồi thì chắc là mấy anh thalat rồi, cũng không có gì quá lo. Nó là bẩm sinh rồi. Cho nên là bước 1, cố gắng có lại một cái hemoglobin trước đây là nó sẽ giúp mình yên tâm hơn rất nhiều á, nếu như thật sự nó chỉ là một cái vấn đề của thiếu máu bẩm sinh. Và bước thứ hai, đây là một điểm mà em rất là chú trọng, đó là một trong những cái nhận định lâm sàng mà em nghĩ là chưa được tốt lắm của nhiều người, là khi họ thấy thiếu máu thì bắt đầu họ lao vào họ tìm cái nguyên nhân của thiếu máu, tìm nguyên nhân thiếu máu. Nhưng thực ra là mình đi như vậy thì nó rất rất là nó rất là rộng lớn và nó thiếu cái tính tổng quan. Và nếu như mà mình liệt kê mà không đầy đủ thì rất có khả năng là cái nguyên nhân mà nó thực sự nó đã bị lọt khỏi cái danh sách mình liệt kê rồi. Cho nên là em muốn trước khi chẩn đoán nguyên nhân thì mình phải định hướng cơ chế trước. Cơ chế thiếu máu nó không nhiều, còn nguyên nhân thì nó có thể rất nhiều. Và có thể có nhiều nguyên nhân góp phần lên cái cơ chế thiếu máu chứ không phải là một nguyên nhân. Và chính vì vậy mình thong thả thôi, mình phải định hướng cơ chế của thiếu máu trước. Thì nếu mình có thể ngồi hình dung thì mình thấy là
rất là tổng quan. Máu nó được sinh ra từ tế bào gốc tạo máu ở trong tủy xương, sau đó thì nó trải qua một quá trình, một số cái quá trình trưởng thành ở trong tủy, khi nó đến đến hàng cầu lưới, nó ra khỏi, nó ra tuần hoàn ngoại vi, rồi sau đó nó một thời gian lưu hành thì nó sẽ bắt giữ và chết ở lách tà chính. Mọi cái thứ vận hành nó sẽ là đi theo một cái chu trình kín như vậy. Vậy thì nếu mà thiếu máu nó xuất hiện thì có thể là rất cơ bản thiếu máu này nó đến từ cái chuyện đó là máu nó không còn là một tuần hoàn kín nữa, nó bị chảy ra bên ngoài. Tức là có hiện tượng bất máu ra bên ngoài thì nó gây thiếu máu. Chuyện này rất là tự nhiên, đây là cái cơ chế đầu tiên đúng không? Nhưng mà bên cạnh cái chuyện mất máu ra bên ngoài thì mình cũng phải nhớ thêm một cái cơ chế mà em cũng được tính gộp chung cho cái nhóm này, đó là mất cái nguyên liệu tạo máu. Mất nguyên liệu tạo máu này có thể liên quan đến vấn đề về dinh dưỡng, về rối loạn hấp thu, thì nó cũng gần như là tương đương với cái chuyện mất máu. Mất máu thì mình cũng đang muốn quan tâm là mất đi cả cái vật liệu của hệ tạo máu. Cho nên là tức là có thể nói nhóm nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân bên ngoài ảnh hưởng đến hệ tạo máu, chủ yếu là nguyên nhân liên quan tới cái nguồn cung, giảm cái nguồn cung và tăng cái nguồn mất đi ra bên ngoài. Đây là một cơ chế đầu tiên rất là dễ hiểu thôi á, tức là mất ra ngoài hay không á, có hay không có yếu tố của cái chuyện là bên ngoài, bởi vì hệ tạo máu về mặt nguyên tắc như em đã nói là hệ tạo máu là một hệ thống khép kín á, nó không có cái chuyện mà phải chạy ra ngoài, sau khi mà máu tạo ra thì phải chạy ra ngoài, mà lượng ít hay lượng nhiều nó không giống như cái cơ quan như thận mà thải nước tiểu vậy. Nếu như không thấy được mà cái hiện tượng mà mất ra bên ngoài hoặc là giảm cái nguồn cung á, thì mình sẽ tập trung cho cái hệ thống kín ở bên trong là chuyện gì mà gây ra thiếu máu. Thì hoặc là nó không mất ra bên ngoài nhưng nó mất ở bên trong. Mất ở bên trong thì thường nó sẽ liên quan tới hai cái cơ chế, hoặc là nó chảy máu vào một cái khoang thứ ba, ví dụ có xuất huyết nội hay gì đó, nó chảy máu khoang thứ ba. Một trong những đặc điểm quan trọng mà nếu anh chỉ có hội điều trị bệnh nhân DIC rồi á, mấy đứa bệnh nhi nặng thì nó cũng hay gặp bối cảnh DIC, nó tiêu thụ hemoglobin ở trong đó rất là kinh, do các cái mạng lưới huyết khối vi mạch nó làm vỡ hồng cầu ở trong đó, hoặc là nó chảy vào các cái khoang thứ ba, hoặc là trong trường hợp của cường lách chẳng hạn, lách nó lớn quá, ở trong nhiều cái bệnh lý nó gây lách lớn quá, nó cũng sẽ trở thành một cái hồ máu để giữ máu ở trong đó, bởi vì lách là một cái tổ chức có hematocrit rất là cao, có nghĩa là trong đó gần như không có huyết tương mà toàn là tế bào thôi. Cho nên là mặc dù một cái thể tích mình thì nhìn thấy một cái thể tích của lách như vậy thôi, nhưng mà thật ra là nó có thể chiếm một cái lượng rất là lớn của hemoglobin. Nếu như mà không phải là cơ chế để chạy vào khoang thứ ba thì nó một cái cơ chế, cái nhóm thứ hai rất là phổ biến, đó là liên quan tới tán huyết. Có nghĩa là bình thường thì hồng cầu nó phải trải trải qua một cái vòng đời 120 ngày thì nó mới chết, nó mới bị phân hủy ở lách. Thì lúc này nó chết ngắn hơn. Nó tức là chúng ta phải hiểu cái khái niệm tán huyết á. Khái niệm tán huyết không phải như tiếng Việt mình cảm nhận là tán huyết, có nghĩa là hồng cầu nó bị vỡ ra, không phải. Tán huyết chỉ đơn giản đó là hồng cầu nó chết sớm hơn so với cái tuổi đời của nó mà thôi. Mọi cái nguyên nhân mà làm cho cái tuổi đời của hồng cầu ngắn lại thì chúng ta gọi là tán huyết. Thì nó có thể là nguyên nhân của nó có thể là do một trường hợp tiêu biểu nhất, đó là ví dụ như bất đồng hệ nhóm máu truyền máu ABO chẳng hạn, thì hồng cầu nó bị kích hoạt để vỡ trực tiếp. Tức là đối với nhóm mà kích hoạt mà vỡ hồng cầu trực tiếp trong lòng mạch thì không nhiều và rất là nặng. Nó liên quan tới cơ chế của bổ thể, hoặc là trong trường hợp của nhiễm ký sinh trùng sốt rét, khi mà nó hoạt hóa quá mạnh thì nó có thể làm vỡ hồng cầu để nó lan truyền tiếp, để lấy lây qua các cái hồng cầu khác. Thì đối với đó là trường hợp chúng ta gọi là tán huyết nội mạch. Còn lại thì cái đó không không phổ biến á, tán huyết mà mạnh cỡ đó là không phổ biến. Còn lại thì chúng ta sẽ gặp cái trường hợp phổ biến hơn, đó là thiếu máu tán huyết tự miễn, tức là qua cơ chế của miễn dịch. Qua cơ chế của miễn dịch thì thông thường á, chúng ta sẽ gặp là tán huyết ngoại mạch, có nghĩa là xuất hiện cái kháng thể chính là kháng thể IgG, và khi có IgG gắn vào thì nó sẽ đi qua lách và nó sẽ bị bắt giữ, do hồng cầu mà khi đã bị opsonin hóa bởi IgG thì nó sẽ bị đại thực vào ở lách giữ lại và tiêu thụ sớm hơn. Trong trường hợp mà thiếu máu tăng huyết tự miễn qua cơ chế của IgM thì nó có thể làm vỡ hồng cầu trực tiếp qua cái hoạt hóa bổ thể. Cho nên là đấy, nhưng mà mình cũng chưa cần phải quan tâm sâu tới cái chuyện là cái nguyên nhân cụ thể là gì. Chúng ta chỉ cần biết là có hay không có tăng huyết trước không cái đã, rồi mình tính xong. Nếu như mà không mất ra ngoài này, không giảm nguồn cung này, không bị chảy máu vào trong khoang thứ ba này, không bị tán huyết này, thì chúng ta sẽ còn lại có hai nhóm nguyên nhân thôi, đó là do bị chèn ép.
Tại sao mà khi bị chèn ép á, thì thường hồng cầu là anh chàng dễ bị ảnh hưởng nhất? Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là số lượng hồng cầu nó được tính bằng triệu, nó tính bằng 5 triệu, nó nhiều hơn tất tất cả cái dòng bạch cầu và tiểu cầu. Mặc dù tiểu cầu cũng lên tới được vài một 200.000, nhưng mà không không có nghĩa lý gì so với hồng cầu cả, và bạch cầu thì còn nhỏ hơn rất là nhiều. Và với một cái tốc độ tăng sinh lớn như vậy, cho nên bất cứ một cái biến động nào trong tủy xương á, nó sẽ làm cho cái thiếu máu rất dễ bị xuất hiện. Chính vì vậy mà nếu như có một cái quần thể nào ở trong tủy xương nó tăng lên, nó tăng cái nó dành khả năng sản xuất lên một chút thôi, là thiếu máu nó rất dễ bị ảnh hưởng. Và thường nó là cái dấu hiệu rất là sớm. Nếu mà chỉ phát hiện được một cái thiếu máu đơn thuần không thôi, thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái có trong các bệnh lý mà có xuất hiện một cái quần thể khác ở trong tủy xương, hay gặp nhất là các bệnh lý ác tính của u đặc xâm nhập vào trong tủy xương, hoặc là của chính bệnh lý ác tính của tại tủy xương như là leukemia. Khi một cái dòng tế bào ác tính nó trồi lên trong tủy xương thì nó ép ngay cái dòng hồng cầu và làm cho cái sự tạo máu nó bị ảnh hưởng ngay lập tức. Đó là nó qua cái cơ chế của chèn ép. Và sau cùng có một cái cơ chế nó sâu hơn một tí mà mọi người ít để ý, đó là vấn đề về rối loạn sản xuất. Rối loạn sản xuất thì thường nó liên quan tới ví dụ như bệnh nhân có cái bất thường liên quan tới sử dụng B9, B12 chẳng hạn á, thì nó làm cho rối loạn phân bào. Hoặc là trong trường hợp mà, bởi vì chúng ta đã biết rằng là không phải là từ tế bào gốc tạo máu mà nó ra được hồng cầu trưởng thành liền, mà nó trải qua một số các cái giai đoạn. Và nếu như nó bị dừng ở các cái giai đoạn trung gian, nó bị trục trặc trong quá trình trưởng thành và nó bị dừng ở giai đoạn trung gian, hiện tượng này hay gặp, chúng ta gọi là hội chứng loạn sinh tủy đấy, hội chứng rối loạn sinh tủy MDS đấy, thì nó là một cái cơ chế của rối loạn sản xuất. Không không phải bị chèn ép, cũng không phải mất máu đi đâu cả, nhưng mà chính bản thân cái quá trình trưởng thành của hồng cầu nó bị ảnh hưởng. Và để có thể nắm được cái quy trình tiếp cận, thì chắc chắn là mình phải nắm rất vững về cơ chế của thiếu máu. Thì chỉ cần quy nó vào trong bốn cái nhóm nguyên nhân chính này thôi, bốn cái nhóm cơ chế chính này thôi, thì sẽ dần dần mình sẽ xác định được cái chuyện gì đã diễn ra với bệnh nhân. Đấy, giống như cái bệnh nhân ban đầu tiên anh nói với anh chị đó, chỉ cần nhìn cái công thức máu và so sánh ở phía trước là mình biết chắc chắn cái cơ chế thiếu máu đó mình sẽ làm ngay cái gì để mình xác định được cái cơ chế. Và trong trường hợp này xác định ngay cái cơ chế thiếu máu là do thiếu sắt. Rồi sau đó mình điều tra tiếp nguyên nhân tính sau. Ở chỗ này không biết anh chị có cái điểm nào không rõ không, nhưng bởi vì đây là một cái slide rất quan trọng. Anh chị nhớ là có bốn cái cơ chế chính, mình có thể gom nó trong bốn cái nhóm cơ chế chính và phải chẩn đoán cơ chế trước rồi mới bàn tới vấn đề nguyên nhân là gì. Vậy thì mình sẽ bắt đầu đi tiếp là làm sao để định hướng cái cơ chế thiếu máu này, làm sao để biết bệnh nhân thuộc cái nhóm cơ chế nào trong những cái cơ chế này. Thì mình sẽ phải nhìn vào một vài đặc điểm. Đầu tiên là mình chưa nói đi chưa. Nhưng mà nó tụt ở mức nào, thông thường thì chỉ có sau sinh thì hemo nó tăng cao hơn hẳn, rồi sau đó nó bị tán huyết một chút rồi nó xuống, nhưng thường hemoglobin của nó không bao giờ xuống dưới 10 hết á. Cho nên là ở thời điểm đó nếu như hemoglobin của nó xuống dưới thấp dưới 10 thì mình nên điều tra, chứ còn không thì cũng không cần thiết lắm. Tại vì trước mắt là nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề về hoạt động của đứa bé hết, chỉ là mình phải theo dõi sát cái tình trạng này, nó chỉ dừng điểm cắt tại 10, đó là điểm cắt, nó xuống để nó lên hay là nó đang tiếp tục đi xuống nữa thì mình phải nhận ra được. Nhóm trẻ em thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng của cái này hơn nữa, nhưng mà nó sẽ liên quan tới mấy cái cơ chế chính ở phía sau. Thế thì làm sao để định hướng được cái cơ chế nào, thì mình sẽ cần phải nhìn vào một cái vài đặc điểm. Đầu tiên là mình phải nhìn vào tổng thể của ba dòng, tức là mình nhìn vào cả dòng hồng cầu, dòng bạch cầu và dòng tiểu cầu. Thứ nhất là mình xem cái thiếu máu mà mình đang điều tra đó nó có liên quan đến cái bất thường của dòng khác hay không.
Tại vì nếu thiếu máu đó mà có liên quan đến các dòng khác thì chắc là câu chuyện nó rẽ hoàn toàn rồi. Đây không phải là tiêu chuẩn của điều tra thiếu máu nữa rồi, mà nó là tiêu chuẩn của bất thường công thức máu nói chung. Thì cụ thể có thể minh họa một vài các cái tình huống. Ví dụ chúng ta để ý xem thử có hay không có tính chèn ép. Có nghĩa là sao? Một trong những đặc trưng của cái hệ thống máu á, mà thực ra đây là đặc điểm chung của tất cả các cái mô trong cơ thể. Có nghĩa là tính đa dòng. Có nghĩa là cái quần thể, một cái quần thể, ví dụ quần thể của mô học tủy xương á, thì có nhiều loại tế bào á, dùng có tiền thân của dòng hồng cầu, dòng tiểu cầu, bạch cầu, đủ thứ đó. Và các dòng khác nhau này nó sẽ cùng phát triển để tạo ra các tế bào trong hệ thống của nó. Và một anh chàng nào đó có thể rất là trơ trọi, có thể tăng sinh mạnh mẽ. Nhưng mà một nguyên tắc của cái tăng sinh sinh lý á, ví dụ trong nhiễm trùng bạch cầu nó có thể tăng cao. Một số các cái trường hợp mà phản ứng nó quá mức ấy, do một số loại tác nhân đặc biệt như lao chẳng hạn, thì bạch cầu nó có thể tăng tới tận 50.000. Nhưng mà dù nó tăng cao vẫn là việc của nó. Nếu đây chỉ là một cái chuyện tăng sinh lý do kích thích phản ứng của cơ thể thôi thì nó không có một cái tính chất chúng ta gọi là tính chèn ép. Có nghĩa là anh tăng thì tăng nhưng anh không được chèn người khác. Bởi vì nó tăng như vậy nhưng mà nó vẫn trưởng thành được và nó đi ra máu. Nhưng tăng sinh ác tính thì nó lại có một cái đặc điểm khác. Đó là nó bị dân biệt hóa ở cái giai đoạn rất là sớm. Ví dụ như ở cái giai đoạn của tế bào blast, ở giai đoạn của cái dòng tùy chẳng hạn á, thì khi mà nó bị dừng lại giai đoạn blast thì nó cũng tăng sinh, nó có tăng sinh đúng cái dòng blast đó thôi. Mà với cái dòng blast nó tăng sinh như vậy á, thì nó không thể ra ngoài được, bởi vì blast là cái giai đoạn rất là non và nó chỉ ở tủy xương thôi. Kết quả khi nó tăng một phát nó ép các dòng khác ngay lập tức. Cho nên trong công thức máu sẽ thấy rõ là sự tăng một dòng nhưng mà các dòng khác đều bị ảnh hưởng. Cho nên là thấy ví dụ như dòng bạch cầu tăng lên nhưng mà cả dòng hồng cầu và dòng tiểu cầu đều giảm. Điều này cho thấy là sự tăng sinh này rất rất không ổn. Sự tăng sinh này là một tăng sinh có tính chất chèn ép. Mà nếu tăng sinh có tính chất chèn ép này thì không phải là một tăng sinh sinh lý. Mọi người rất là thận trọng điểm này. Chứ như vậy khả năng cao nó rơi vào các cái nhóm về rối loạn tăng sinh ác tính đấy. Hoặc là trường hợp nó giảm ba dòng. Vì sao giảm ba dòng mà em cũng ghi là có tính chèn ép? Mọi người cần phải nhớ rằng cái mà chúng ta làm trong xét nghiệm máu á, là chúng ta đang làm ở trong máu ngoại biên mà thôi. Còn như em đã mô tả hồi nãy, cái tế bào blast ở giai đoạn sớm thì nó không thể ra khỏi tủy xương được, bởi vì blast đâu có sống ở máu ngoại biên đâu, nó sống ở trong tủy xương. Và trong một cái không gian của một cái tủy xương kín như vậy, nó không thoát ra ngoài được, mà cái quần thể blast tăng sinh rất là nhanh thì nó tăng lên một phát, nó ép tất cả các dòng. Nó không chỉ ép cái dòng hồng cầu, dòng tiểu cầu mà nó còn ép luôn cả cái dòng bạch cầu bình thường mà đang sản xuất nữa, bởi vì nó là một cái quần thể ác tính riêng biệt rồi. Cho nên là trong cái giai đoạn mà cái ranh giới giữa tủy xương và máu nó chưa bị phá vỡ, thì trong tủy xương lúc này có thể đã thấy đầy ngạt các cái tế bào ác tính và nó lấn át tất cả các dòng. Máu lúc này sẽ rất là xác xơ, nhìn vào thấy giảm cả ba dòng, nhưng thực tế ra là trong tủy xương bây giờ đang dày đặc các tế bào ác tính ở bên trong á. Cho nên là giảm cả ba dòng thì nó cũng là một cái đặc điểm của chèn ép, chứ nó không đơn giản là suy tủy như mình nghĩ vậy đâu. Cho nên cần các cái thông số khác để mình biết cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa đó là mình nhìn xem thử có cái tính suy giảm sản xuất hay không. Và một trong những đặc điểm đó là mình phải lưu ý ở chỗ đó, phải phân biệt được suy giảm sản xuất. Thì thường mình hay gặp bối cảnh suy tủy ở trẻ em cũng tương đối là không phải là hiếm lắm. Thì nó đặc trưng nó giảm, có thể giảm một hoặc nhiều dòng á, nhưng mà nó liên quan tới tính suy giảm sản xuất. Tuy nhiên để hướng đến cái nhóm này á, thì không dễ á. Nếu như mà anh chị không kiểm tra tủy thì cũng khó. Và đặc điểm đặc trưng nhất của nhóm này đó là cái tình trạng mà thiếu máu nó sẽ kéo dài, mà mình được tính như là thiếu máu kháng trị vậy. Nó kéo dài qua nhiều tháng và khi mình không thể nào tìm được cái cách thức nào để cải thiện được cái vấn đề của thiếu máu thì mình vẫn nghĩ tới cái nhóm nguyên nhân này. Nhưng mà chắc chắn là không được nhầm lẫn với nhóm của chèn ép ở trên á, bởi vì nếu nhóm chèn ép ở trên á thì mà không làm gì đó chắc chắn bệnh nhân sẽ chết trong một đến 2 tháng là hết đát này. Còn đối với cái nhóm ở dưới ấy, thì bệnh nhân vẫn cứ sống bình thường, bởi vì nó vẫn là một nhóm bệnh lý lành tính thôi, do tổn thương của tế bào gốc thôi, cho nên là truyền máu nó vẫn ổn, truyền máu nó vẫn ổn, nó sẽ không đi kèm với các cái dấu hiệu của một cái bệnh lý ác tính mà đang xuất hiện. Bệnh lý ác tính xuất hiện thì nó sẽ có nhiều cái chỉ số khác để gợi ý. Bệnh nhân thường sẽ không rầm rộ như kiểu sốt đi đồng nhiễm trùng chảy máu tùm lum tà la gì đâu. Và có một cái đặc điểm khác đó là sẽ xem có hay không có của cái đặc tính tăng sinh nữa.
Cái này hơi hơi sâu một tí là bởi vì thiếu máu thì mình biết là bình thường rồi. Nhưng nếu như bệnh nhân vừa có thiếu máu, trong khi đó lại có cái đặc tính tăng sinh của những cái dòng khác, ví dụ như bạch cầu nó tăng, tiểu cầu nó tăng, tức là nó đi kèm với vừa là đặc tính thiếu máu, là một cái đặc tính của cái chuyện suy giảm, trong khi đó tăng sinh những dòng khác, tăng sinh ở đây không phải là tăng sinh một dòng mà giảm hai dòng còn lại, mà nó tăng sinh hai dòng còn lại, thì tức là có cái bằng chứng của một cái đặc tính tăng sinh đi kèm, thì nó lại rơi vào một cái tình huống phức tạp hơn rất là nhiều á. Mà chắc là phải hội chứng huyết học đấy, bởi vì thường nó sẽ liên quan tới nhóm rối loạn MDS-MPN nữa. À, tí nữa sẽ có rất nhiều các cái công thức máu mình đã đưa vào trong các tình huống thực tế đấy rồi, thì tí nữa chú sẽ nhìn thấy rồi mình sẽ cùng phân tích để mình biết à, sẽ có thực tế ở sau. Bởi vì cái đặc điểm phân biệt được chứ không phải là đơn, nói chung để phân biệt với nhiễm trùng nó cũng không khó lắm đâu. Rồi như vậy đầu tiên là mình nhìn cái tổng thể ba dòng. Thật ra thì nhìn á thì anh chị có thể thấy nó hơi lằng nhằng, nhưng mà thật ra thì cái khó của thiếu máu là thiếu máu liên quan tới một dòng, tức là thiếu máu đơn thuần thôi á. Còn thiếu máu mà nó bắt đầu tác động đến những dòng khác thì thật ra chuyện điều tra không khó lắm đâu, bởi vì khi đó cái biến động nó trở nên lớn hơn và có lẽ là mình cũng dễ xác định hơn. Rồi sau khi cái này thì thực tế nó phù hợp với anh chị hơn, đó là mình bắt đầu nhìn tổng quan rồi thì bắt đầu mình sẽ đi nhìn vào cụ thể của cái hồng cầu, đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái đặc điểm hình thái của dân số trung bình hồng cầu, tức là nhìn vào MCV và MCH. Để mà hiểu ở cái điểm này á, thì mình phải hiểu về cái một vài ý. Thứ nhất á, là cái công thức máu á, cái MCV, MCH ở đây nó không mô tả hình thái của một hồng cầu, mà nó mô tả hình thái của một dân số trung bình của hồng cầu, cho nên là mình cũng không biết được là hồng cầu trong này là một cái sẽ như thế nào. Cho nên mình chỉ biết nhớ là mình chỉ có một cái trung bình mà thôi. Thì cái phổ biến nhất mà chắc anh chị sẽ gặp á, đó là trường hợp của MCV và hoặc MCH giảm nó, thì chỉ cần quan tâm đến một trong hai cái giảm là được, nên chắc chắn là mình hay ưu thế là mình nhìn MCV rồi. Thì vì sao mà nối với một cái thiếu máu mà MCV mà MCH giảm, thì em có thể nói luôn á là nó chắc chắn là bệnh lý của hemoglobin. Vì câu chuyện nó cũng đơn giản thôi. Thật ra thì anh chỉ biết rằng á, là điều gì tạo nên thể tích của hồng cầu. Thể tích của hồng cầu tạo nên được bởi vì hồng cầu vốn dĩ nó không phải là một cái tế bào. Nó là một cái bọc nước. Nó là một cái bọc nước, chính nước ở trong tế bào nó làm quyết định đến hình thể của cái hồng cầu. Nhưng điều gì quyết định lên cái lượng nước có trong cái hồng cầu này? Đó chính là nồng độ của hemoglobin có ở trong cái hồng cầu này. À, nồng độ của hemoglobin. Hemoglobin là một cái chất hòa tan. À, với hemoglobin với nồng độ như vậy thì nó giữ được nước ở trong hồng cầu. Cho nên là nếu như nồng độ của hemoglobin bị suy giảm, bất cứ một thành tố nào ở trong cái cấu trúc hemoglobin này nó làm suy giảm nồng độ của hemoglobin ở trong cái bản thân của tế bào hồng cầu, thì kết quả là cái lượng nước nó cũng sẽ bị sụt giảm theo, giống như nguyên tắc của cái chuyện mà áp suất thẩm thấu vậy á. Cho nên là nếu như mà thể tích của hồng cầu bị suy giảm thì chúng ta biết rằng là cái hàm lượng hemoglobin ở trong đó có vấn đề. Bởi vì cái mà quyết định lên cái chuyện thể tích nhỏ này á, là chỉ do suy giảm của cái hemoglobin ở bên trong làm cho nước nó bị mất theo, và cuối cùng là MCV nó bị suy giảm. Nhưng nhớ rằng là mình đang đối diện với cái thông tin MCV MCH của quần thể chứ không phải là của một tế bào. À, vậy thì hemoglobin là cái gì mà đưa đến cái chuyện suy giảm, là suy giảm cái gì? Thì anh chị cũng biết rằng hemoglobin á, là tổ hợp của hai thành tố hem và globin, nhân hem và globin. Trong đó nhân hem á, thì được cấu tạo bởi hai thành phần thôi, đó là sắt và protoporphyrin. Còn globin á, thì nó được cấu tạo bởi bốn chuỗi của globin á, thường là phụ thuộc vào vào bình thường ở sinh lý của mình thì là alpha beta 2 đấy, hoặc beta 2 đấy. Thì bây giờ như đã nói, suy giảm của MCV làm MCV giảm sẽ là sự suy giảm của hemoglobin,
mà suy giảm hemoglobin được hemoglobin là được cấu tạo bởi một trong ba cái thành tố này, cho nên cứ suy giảm bất thường của một trong ba thành tố này thì nó sẽ làm cho MCV nó sẽ tụt. Câu chuyện nó phải như vậy mà thôi. Nhưng trước khi đi sâu vào từng cái thành tố thì mình phải nhớ rằng là nếu như mà MCV, MCH mà đã giảm thì có nghĩa là cái dân số hồng cầu, cái lượng dân số hồng cầu mà bị ảnh hưởng này, tức là lượng dân số hồng cầu nhỏ này nó đã xuất hiện một lượng đáng kể ở trong máu thì nó mới có thể làm cho kéo cái MCV của cả quần thể nó đi xuống. Cho nên là cái hiện tượng nếu như đây là một bệnh lý mắc phải thì chắc chắn cái hiện tượng này nó cũng phải xảy ra là cả tháng trời rồi chứ không phải là ngày 1, ngày 2 được. Thì bởi vì hồng cầu nó sống tới tầng 3 tháng mà, để thay một cái quần thể mới thì đâu có, nó cũng phải mất thời gian. Cho nên lấy một cái đặc điểm quan trọng. Vì thông thường thì các anh chị biết rằng là mình rất quan tâm tới cái chuyện là mình phân biệt thử là có hay không có bệnh lý ác tính, đặc biệt là các bệnh lý về leukemia chẳng hạn trong cái thiếu máu. Nhưng mà nếu anh chị thấy MCV, MCH nó nhỏ quá thì mình cũng vui lòng là mình cũng an tâm một chút. Có nghĩa là nó hiếm khi là cả cái leukemia cấp được. Bởi vì leukemia cấp mà để MCV, MCH giảm thì có nghĩa là cái chuyện thiếu máu này nó phải diễn ra cũng phải cả tháng, tính bằng đơn vị tháng. Mà leukemia cấp thì không làm gì thì nó chỉ chết bằng đơn vị tuần thôi á, cho nên là cũng khó có thể diễn ra. Cho nên thì em có một cái kinh nghiệm rất là nhỏ, đó là các MCV, MCH mà nó giảm á thì gần như không thể nào là leukemia cấp, mặc dù rằng các cái mức máu rỉ rả khá nó thể gây ra được, nhưng mà nhớ là phần lớn nó là như vậy á, nó chỉ có thể là các bệnh lý lành tính hoặc là các bệnh lý ác tính nhưng mà thuộc nhóm tăng sinh mạng tính, tức là nó không phải là nhóm cấp. Thế thì mình cần phải có thêm những thông tin gì nữa để mà hỗ trợ khi mà có cái MCV, MCH giảm? Thì lúc đó như đã nói, mình cần phải nhìn thêm về chỉ số của giải phân bố hồng cầu RDP kém, nhìn vào số lượng tiểu cầu, nhìn vào bạch cầu, nhìn vào hồng cầu lưới, làm sao để tích lũy những cái thứ này lại với nhau. Thì như em đã nói rồi đó, là sao tích lũy nó lại với nhau. Như vậy MCV, MCH giảm là do hemoglobin. Hemoglobin thì còn có 3 thành phần, một là sắt, protoporphyrin và globin. Thì cái anh chàng mình hay gặp nhất đó là vấn đề của anh chàng sắt, và anh chàng sắt phổ biến nhất mình hay gặp đó là vấn đề của liên quan tới thiếu máu thiếu sắt. Và thiếu máu thiếu sắt thì chú ơi, nhờ chú được không, chú ơi, bên chú chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt bằng cách nào? Nhưng mà chẩn đoán xác định là bằng cái gì? Tức là cái gì sẽ quyết định? Đúng rồi, cái này mọi người phải về rất là thật ra thì em biết là các anh chị ở bên Nhi thì đành hơn nhiều, nhưng mà thật ra các cái bác sĩ ở nội khoa em đã gặp rất là nhiều rồi. Bởi vì cứ nghe tới sắc họ nhớ tới sắc huyết thanh, và kết quả là cứ sắc huyết thanh giảm là họ cứ nghĩ là chẩn đoán thiếu máu thiếu sắc, nhưng mà điều đó rất rất là sai lầm. Phải nhớ rằng là ferritin, thật ra thì cái nguyên tắc của nó rất là cơ bản như thế này thôi, không biết là có kịp thời gian để em nói không, nhưng mà mình có thể hiểu như thế này cho nó dễ hiểu này. Bởi vì bắt buộc muốn hiểu về các rối loạn của sắt thì mình phải hiểu về chuyển hóa sắt. Thì nó như thế này thôi, bình thường thì chúng ta nhập vào khoảng 1 gram sắt một ngày thông qua ăn uống, và cái lượng sắt mất ra qua đường phân hay là qua mồ hôi thì nó trung bình nó cũng khoảng 1 gram trên ngày. Có nghĩa rằng là cơ thể của chúng ta vốn gì không cần sắt, lượng sắt đi vào lượng sắt đi ra là cân bằng rồi, cho nên là tổng kho sắt ở trong cơ thể là gần như không đổi. Chúng ta cần phải biết điều đó, chỉ là mình ăn vào để bù cho lượng mất đi là vừa thôi, chứ còn thật ra là cơ thể không cần thêm sắt từ đâu cả. Nó là một cái chu trình bảo toàn. Và sắt ở trong cơ thể thì nó sẽ ở 3 vị trí chính mà thôi, thực ra là 4, nhưng mà chúng ta có thể nhớ tới ba cái nơi chính mà thôi. Một á, là sắt nó ở trong một phần rất là quan trọng, đó là sắt nó nằm trong hồng cầu. Một trong những cái nhóm tế bào sôi động nhất ở trong cơ thể là hồng cầu á, sản xuất một lượng rất là khủng khiếp mỗi ngày. Vì nó phải tham gia vào trong tổng hợp của hemoglobin, cho nên là một lượng sắt rất lớn ở trong hồng cầu, và lượng sắt này được phản ánh thông qua hemoglobin. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy hemoglobin để dự đoán về lượng sắt có trong hồng cầu. Lượng sắt thứ hai
đó là lượng sắt có ở trong, bởi vì các anh chị cũng biết rằng là sắt là một thành tố rất quan trọng trong chuỗi chuyển hóa điện tử của tế bào. Bởi vì sắt có một cái tính chất rất là đặc biệt, đó là chỉ có một mình sắt là anh chàng duy nhất có cái hóa trị rất linh động giữa sắt 2 cộng và sắt 3 cộng. Chính cái sự linh động về mặt hóa trị giữa sắt 2 cộng và sắt 3 cộng làm cho cái việc mà nhận e và nhả electron rất là dễ. Cho nên sắt là một thành tố vô cùng quan trọng cho chuỗi chuyển hóa vận chuyển điện tử. Cho nên tất cả các tế bào trong cơ thể đều cần đến sắt. Cho nên sắt là một trong những cái thành tố mà nó đòi hỏi được cái tính bảo toàn rất cao. Bởi vì nếu như mà sắt bị vấn đề dù là thiếu hụt hay quá tải thì nó đều dẫn đến những vấn đề rất trầm trọng cho cơ thể. Chúng ta hay nói đến thiếu sắt thông qua cái liên tưởng về thiếu máu, nhưng các anh chị chắc cũng đã trải nghiệm rồi á, một bệnh nhân thiếu sắt thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống rất kinh khủng, chứ nó không chỉ là chuyện của thiếu máu. Tóc họ sẽ rất là nhanh gãy rụng, bạc móng tay, tất cả mọi thứ đều mất bóng, ăn uống rất kém, niêm mạc miệng thường xuyên bị nhiệt miệng, vân vân. Bởi vì nó ảnh hưởng đến tất cả các tế bào trong cơ thể. Như vậy cái kho thứ hai là cái kho sắt có ở trong tất cả các mô trong cơ quan, tức là kho dự trữ. Kho dự trữ có trong các cái tế bào khác ở trong cơ thể, không phải là hệ thống máu. Thì cái kho sắt này được đánh giá thông qua cái lượng sắt có trong ferritin. Như vậy ferritin giúp đánh giá lượng sắt có ở trong tất cả các tế bào còn lại của cơ thể mà không phải là hồng cầu. Và một cái nguồn sắt thứ ba chính là sắt mà di chuyển ở trong máu, tức là lượng sắt này chính là cái kho sắt rất là nhỏ thôi, bởi vì nó giúp vận chuyển sắt từ lúc mình ăn thức ăn vào trong đường ruột, rồi nó các cái tế bào sắt nó bắt đầu các cái tế bào ruột nó hấp thụ sắt, rồi bắt đầu các cái transferrin ở trong huyết thứ trong trong huyết trong máu nó sẽ vận chuyển các cái sắt đến các cái tế bào, rồi phân phối sắt đi đi qua đi lại giữa các cơ quan, nó giống như là cái đường 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 quốc lộ thôi. Cho nên lượng sắt trong này chỉ là lượng sắt liên quan đến cái chuyện vận chuyển giữa các cái kho mà thôi, và nó thường chỉ một lượng rất là thấp, bởi vì nó không dự trữ ở đó, tất cả nó là một nó rất linh động để vận chuyển. Cho nên thật ra lượng sắt ở trong sắt huyết thanh thì là thấp thôi, còn lại hai cái lượng sắt chính đó là lượng sắt ở hồng cầu và lượng sắt ở các cái mô còn lại. Và lượng sắt ở hồng cầu phản có hemoglobin, lượng sắt ở các mô còn lại phản có ferritin. Mà chúng ta biết rằng tổng lượng sắt trong cơ thể là không thay đổi, bởi vì nếu như mà một sinh lý bình thường, bệnh nhân không có gì đặc biệt, ăn uống bình thường, tất cả mọi thứ bình thường, tức là không có mất đi đâu, không có bằng chứng của mất máu ra ngoài, không có bằng chứng của cái chuyện mà suy giảm cung cấp, thì chúng ta biết rằng với tổng lượng sắt không đổi thì một bệnh nhân thiếu máu, khi một bệnh nhân thiếu máu có nghĩa là hồng cầu nó bị chết. Hồng cầu nó bị chết thì chắc chắn vì lượng sắt là bảo toàn thì bắt buộc lượng sắt này nó phải chuyển qua kho khác. Và như vậy chỉ còn lại cái kho nào có thể thấy được hiện tượng này, đó chính là kho của ferritin. Cho nên về mặt lý thuyết 100% các trường hợp thiếu máu thì ferritin nó phải tăng. Điều này có thể sẽ gây ra bất ngờ cho một số anh chị, nhưng về mặt sinh lý, về mặt lý luận thì đương nhiên thiếu máu ferritin tăng là chuyện rất bình thường, sắt huyết thanh tăng là chuyện rất bình thường, bởi vì hồng cầu nó sẽ giải phóng lượng sắt đó ra. Mà theo lý thuyết tổng lượng sắt là không thay đổi thì chắc chắn nó phải chuyển cho kho còn lại, tức là ferritin nó sẽ phải tăng lên. Cho nên về mặt nguyên tắc ferritin nó phải tăng chứ không thể nào giảm được. Cho nên nếu như mà thiếu máu mà ferritin giảm thì điều này có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng đó là lượng sắt ở trong có thể bị mất ra ngoài, chứ không còn cái lý do gì khác, tức là hoặc là không không được cung cấp cho một lời gian dài, tức là thiếu hụt sắt toàn toàn thể. Cho nên đó là lý do mà mình cần phải hiểu tại sao nếu thiếu máu mà sắt huyết mà ferritin giảm là một điều cực kỳ vô lý. Nếu thiếu máu mà ferritin giảm thì 100% là cái nguồn sắt ở trong cơ thể đã cạn kiệt rồi, hoặc là một thời gian dài không được cung cấp, hoặc là đã mất máu kéo dài làm cho cái lượng sắt đã kiệt rồi. Bởi vì sinh lý thì thiếu máu ferritin nó phải tăng chứ không phải là giảm. Đây là một điểm rất là quan trọng để mà nhận định về thiếu máu thiếu sắt. Cho nên là xin nhớ rõ là nếu như mà xác định ferritin giảm và điểm cắt của nó thì thường đa dạng, nhưng mà hầu hết các tài liệu đều thống nhất là nếu nó giảm dưới 13, ferritin dưới 13 thì một kết luận 100% là thiếu máu thiếu sắt bất kể các chỉ số khác rồi. Nhưng mà nó sẽ có một cái tình huống khác, tại sao em không ghi ở đây là thiếu sắt mà em ghi là rối loạn chuyển hóa sắt.
Bởi vì á, nó còn một cái nhóm cơ chế khác nữa liên quan tới vấn đề của sắt này. Bên cạnh cái cơ chế mà nó thiếu hụt hoàn toàn sắt luôn, mất máu ra ngoài hoặc là giảm cung cấp làm mất sắt luôn, thì cái đó không nói. Nhưng nó có một cái nguyên nhân khác mà nhóm nguyên nhân này lại hầu hết mọi người lại bỏ qua. Đó là vấn đề về cái chuyện bệnh nhân thiếu máu, ferritin tăng cao. Nhưng mà sắt huyết thanh nó lại giảm. Thì lại là câu chuyện giữa ba kho mà thôi, như anh đã nói rồi đó, kho hồng cầu, kho các mô cơ quan còn lại và kho huyết thanh. Thì chúng ta hiểu rằng nếu bệnh nhân thiếu máu, ferritin tăng thì cũng chấp nhận đi. Nhưng mà nếu thiếu máu, ferritin tăng á, thì cái sắt huyết thanh nó cũng phải ít nhất đó cũng phải bình thường hoặc nó tăng lên, bởi vì nó được cái nguồn sắt giải phóng ra từ cái hồng cầu bị chết nó mới thiếu máu chứ. Thì tại sao bây giờ sắt huyết thanh nó lại tụt xuống? Nếu như anh chị thấy là ferritin nó tăng lên cao mà sắt huyết thanh nó vẫn ở cái trạng thái thấp, thậm chí là rất thấp, thì điều này nó phản ánh một cơ chế rất quan trọng, đó là mất liên lạc giữa các kho sắt. Có nghĩa là ferritin là chúng ta biết nó là sắt ở nội bào, nó giữ trong nội bào của các cái mô còn lại. Và với một cái kho sắt nội bào phong phú như vậy thì có cái cớ gì sắt huyết thanh lại bị giảm được? Trong trường hợp ferritin nó kiệt luôn rồi ấy, thì sắt huyết thanh giảm thì thôi cũng dễ hiểu, bởi vì còn sắt đâu nữa mà vận chuyển. Còn bây giờ một cái kho sắt đang dồi dào như vậy, trong khi lại thấy anh chàng đồng đội của mình là hồng cầu bị thiếu máu như vậy, mà tại sao sắt huyết thanh làm cái gì mà lại không chuyển sắt từ cái nội bào cho hồng cầu tạo máu mà nó lại tụt tụt lút như vậy? Thì đây là một cái cơ chế đặc trưng của mà chúng ta gọi bằng thuật ngữ đó là cái ACD, anemia of chronic disease. Trước đây người ta gọi là anemia of chronic inflammation, tức là thiếu máu trong viêm mạng, nhưng mà gần đây thì người ta đổi tên thành là ACD, tức là thiếu máu trong bệnh mạng tính. Và cái này rất rất phổ biến, nó nhiều, rất là nhiều trong các bệnh nội khoa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cơ thể nó có một cái nguyên lý mà như em đã nói với anh chị rồi đấy, sắt là một thành phần quan trọng đối với sự sống của sinh giới nói chung, chứ nó không phải riêng gì của loài người. Cho nên là một trong những cái cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại các tác nhân bên ngoài, dù tác nhân đó là tác nhân của vi sinh vật hay là các khối u, một trong những cách để hạn chế cái sự phát triển của nó, để tiêu diệt chúng, không chỉ là cái chuyện mà mình sử dụng các cái tế bào để tấn công, mà mình còn sử dụng một cái phương án khác, đó là cô lập các cái chất dinh dưỡng có thể nó lấy được, và trong một trong những chất dinh dưỡng trọng yếu đó là sắt. Thì để có thể vượt qua được các cái viêm nhiễm nghiêm trọng thì cơ thể đã sử dụng một cái phương án, đó là nó đóng cửa các cái kênh vận kênh xuất bào sắt và làm cho sắt ở đâu ở yên đó, sắt ở đâu ở yên đó, thông qua một cái cách thức đó là trong viêm mạng. Thì các anh chị biết rằng trong các bệnh lý viêm mạng mà cần tới cơ chế này á, thì nó sẽ phóng thích ra một cái interleukin rất quan trọng, đó là interleukin 6. Và khi interleukin 6 phóng ra thì nó sẽ đóng cửa một cái tín hiệu interleukin 6, nó sẽ kích thích gan tổng hợp ra hepcidin, và hepcidin nó sẽ giúp đóng cửa cái kênh ferroportin. Ferroportin là cái kênh xuất bào sắt duy nhất trong cơ thể chúng ta, rất là thú vị á. Chúng ta có rất là nhiều kênh nhập bào sắt nhưng mà chỉ có một kênh xuất bào sắt duy nhất, đó là kênh ferroportin. Kênh này giống nhau ở trong tất cả các loại tế bào. Chính vì vậy, và với tín hiệu của hepcidin thì ferroportin nó sẽ đóng cửa toàn bộ. Và với cái sự đóng cửa ferroportin đó thì sắt ở trong nội bào sẽ được ứ lại. Cho nên chúng ta thấy ferritin nó tăng lên. Trong khi đó thì sắt huyết thanh chờ hoài không có sắt ở đâu đem đến hết, lúc đó thì nó đóng cửa luôn cả ferroportin ở tế bào ruột, cho nên là sắt cũng không có thể hấp thụ vào được nữa. Sắt hấp thụ vào tế bào ruột cũng không thể vào máu được nữa. Cho nên sắt huyết thanh bắt đầu đói dần. Trong khi đó thì cơ thể chúng ta cũng hồng cầu, thì bản thân hồng cầu thì nó cũng phải cần có cái lượng sắt từ các cái cơ quan chuyển đến, thì bây giờ không có cái cơ quan chuyển đến, trong khi nó lại là thằng tăng sinh mạnh nhất, cần cái nguồn sắt năng động nhất, thì nó lại bắt đầu bị ảnh hưởng. Cho nên nếu như anh chỉ thấy được một cái ferritin nó tăng lên và một cái sắt huyết thanh nó giảm xuống thì có thể kết luận luôn đây là một cái thiếu máu trong bệnh mạng tính. Cái câu chuyện của chúng ta là phải xác định cho được cái bệnh mạng tính này là cái gì, bởi vì chắc chắn với anh chị là bệnh mạng tính này là một bệnh mạng tính có ý nghĩa, nó không đơn giản. Nó có thể là bệnh lý viêm nhiễm thôi, nhưng nó cũng có thể là bệnh lý ác tính, và chắc chắn thường thì nó sẽ có những cái biến đổi khác mà có thể thấy được, chứ không phải là chỉ nói chung chung là thiếu máu trong bệnh mạng tính rồi thôi, mà chúng ta phải trả lời được bệnh mạng tính đó là cái gì. Một trong những cái bệnh mạng tính mà nó làm cho cái ACDN trở nên rất là nổi tiếng, đó là cái viêm khớp dạng thấp á, nó cực kỳ nổi tiếng á.
À, thì em cũng đang theo dõi một bệnh nhân viêm phổi trọng thấp mà nó cực kỳ kháng trị và người ta đã phải sử dụng tới không biết bao nhiêu loại thuốc sinh học rồi nhá, thì bọn em lại phải đối diện rất là nhiều tới cái vấn đề về cái thiếu máu trong bệnh mãn tính này, hoặc là trong bệnh lý cũng trong bệnh nhân bệnh suy thượng mạn chẳng hạn á, thì một trong những cái cơ chế quan trọng của nó là ACD, chứ nó cũng không đơn giản là cái chuyện của thiếu máu do thiếu erythropoietin đơn thuần ở trong suy thượng mạn đâu đấy. Và vì sao chính vì mà cái thiếu máu trong bệnh mãn tính đó mà em đề nghị là mình phải kiểm tra thêm các thông số khác như là CRP, VS, fibrinogen, đây là các cái protein viêm để biết được là tình trạng viêm trong cơ thể nó đang diễn ra hay không. À, như vậy riêng quan tới rút loạn chuyển hóa sắt thì chỉ cần nhớ hai chuyện các bạn thôi, là thiếu sắt hay là thiếu máu trong bệnh mãn tính ACD hoặc là thiếu sắt IDA nhé, anemia iron deficiency anemia. Rồi như vậy là liên quan tới sắt là chỉ nhớ vậy thôi, nó chỉ vậy thôi. Rồi chúng ta đi qua thành tố thay, tức là chúng ta đang để ý tới cái trường hợp mà MCV nó làm cho MCV MCH giảm đấy. Thì như đã nói, MCV MCH giảm là làm cho là chắc chắn là vấn đề bất thường nằm ở hemoglobin. Nhớ nha, hồng cầu chúng ta có ba thành phần: máng, enzyme và hemoglobin đấy. Và chúng ta biết rằng MCV MCH giảm là do hemoglobin, nên chúng ta sẽ tập trung cho cái phân tích bất thường của hemoglobin. Thì sắt thì chúng ta bắt đầu thấy rồi, chỉ có hai lý do thôi, hoặc là thiếu sắt hoặc là thiếu máu trong bệnh mãn tính. Nhóm thứ hai của nó sẽ là bất thường của protoporphyrin. Thực ra bất thường của protoporphyrin thì hiếm, nó không phổ biến, và chúng ta cần nhớ từ một nguyên nhân duy nhất thôi, trong cái quá trình mà tổng hợp nên chuỗi protoporphyrin nó có một cái bước rất là quan trọng mà nó phụ thuộc vào nguyên tố chì. Chính vì vậy mà nếu như không phát hiện được bất thường một cái hồng cầu nhỏ nhược sắt, mà không phát hiện gì bất thường của sắt và bất thường của globin, thì luôn luôn phải nhớ tới nó, đó là liên quan tới ngộ độc chì. Và chúng ta phải định lượng chì ở những cái đứa trẻ này, thường thì nó liên quan tới một số các cái bệnh, các cái nghề nghiệp đặc biệt mà làm cho cái tăng cái nồng độ chì lên, làm ức chế tổng hợp protoporphyrin, thì nó cũng sẽ làm cho cái hồng cầu nó trở nên nhỏ nhược sắt. Và đương nhiên cái nhóm thứ ba sau cùng rất quan trọng và rất phổ biến, đó là bất thường của chuỗi globin, đó là thalassemia và các cái bệnh lý hemoglobin khác. Thì như cũng đã nói rồi, anh chỉ có thể nhận ra được thalassemia thực ra nếu là đủ nhạy, nếu mà làm đủ nhiều và gặp đủ nhiều. Thực ra thì em không chỉ thực hành lâm sàng trực tiếp, mà tại vì em học được online cũng nhiều, cho nên là hàng ngày em nhận được rất là nhiều các cái trường hợp gửi về ở khắp mọi nơi, thì em lại có cơ hội tiếp xúc với rất rất nhiều các cái công thức máu. Riêng thalassemia thì em nghĩ chắc em phải tiếp xúc tới phải hơn 500 ca chắc cỡ vậy, thì mới thấy là nếu như mà nhìn quen mắt á, thì chỉ cần nhìn là có thể thấy thalassemia, chỉ cần nhìn công thức máu là có thể thấy được thalassemia không liền á. Nhưng mà có một số các cái chỉ số có thể gợi ý mà chúng ta cần có thể tiếp cận một cách hệ thống, chứ cũng cần thiết phải nhảy hay không nhảy nữa. Ví dụ chỉ số Menzer đó, tức là chúng ta lấy cái MCV chúng ta chia cho cái số lượng hồng cầu á, và nếu cái chỉ số Menzer này nó dưới khoảng 13 thì gần như chắc chắn là thalassemia nữa. Tuy nhiên thì tương đối thôi, tại vì nguyên lý thuyết của thalassemia á, thì thôi tí nữa trong phần phần phân tích lâm sàng em sẽ cho mọi người xem các cái tình huống cụ thể để có thể thấy được là các cái mối liên hệ, để nhìn vào một cái công thức máu để thấy sao mà có thể nhận ra được cái chuyện này. Tuy nhiên em muốn nhắc là phải làm rõ á, MCV MCH mà giảm là chắc chắn bất thường, này là bất thường không 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 đơn giản đâu, bất thường còn kéo dài rồi đó. Và đối với thalassemia thì chắc chắn là anh chỉ phải nhớ một điểm là điện di huyết sắc tố. Nhưng mà nhớ rằng là điện di huyết sắc tố thì chỉ giúp phát hiện chính là beta thalassemia mà thôi. Đây là một cái điểm nhầm lẫn rất là phổ biến. Tại vì sao vậy? Chú biết chuyện này không chú? Nhưng vì sao điện di là không phát hiện được không? Đối với alpha ít phát hiện được, không phải lý do như thế này này. Chúng ta biết rằng là vì sao nhìn điện di có phát hiện được thalassemia là bởi vì á, thông thường thì điện di chúng ta biết rồi, cái chuỗi thông thường của chúng ta là cái chuỗi HBA2, HBA và HBA2. Trong đó thì HBA2 á, là được cấu tạo bởi alpha 2 và beta 2. Tức là chuỗi alpha 2 và beta 2. Đây, hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta. Trong beta thalassemia á, có nghĩa là tổng hợp của chuỗi beta nó bị suy giảm.
khi tổng hợp của chuỗi beta nó bị suy giảm á, thì buộc lòng á, là sẽ có các cái chuỗi khác, nó sẽ ví dụ như là gamma 2 nó sẽ kết nối với alpha 2, thì kết quả là chúng ta có thể nhìn thấy được sự xuất hiện của cái HBA2 nó trồi lên chẳng hạn, thì chúng ta thấy được. Bởi vì bình thường alpha beta 2, xin lỗi, HBA chính, HB chính của chúng ta là HBA1 á, alpha beta 2 và một phần nhỏ, rất là nhỏ của cái HBA2 thì đó là của gamma 2. Xin lỗi, của delta 2. Không biết em có nhầm không? Lâu lâu là bị nhầm mấy cái HBA2. À, delta 2 xin lỗi. Thì đấy, các bạn thấy là anh chị thấy là đây là hai chuỗi alpha này và hai chuỗi beta là của một cái HBA thông thường. Và đây là hai chuỗi alpha với hai chuỗi delta 2 của cái HBA2 chiếm một cái tỷ lệ nhỏ. Đây là sinh lý thông thường dưới 3,5%. Nhưng trong trường hợp mà beta nó bị suy giảm cái chuỗi beta 2, nó bị suy giảm cái chuỗi beta 2, như vậy nó sẽ làm tăng lên cái chuỗi delta 2. Khi nó làm tăng cái chuỗi delta 2 thì khi đó, bởi vì về mặt tỷ lệ thế mà, bình thường tổng lại 100%, nếu beta 2 mà nó bị suy giảm thì delta 2 nó sẽ tăng tỷ lệ kết hợp với alpha 2. Kết quả là sao? Kết quả là HBA2 nó sẽ tăng lên. Và như vậy chúng ta có thể thấy HBA2 tăng lên thì chúng ta biết ngay là chuỗi beta nó bị suy giảm. Và như vậy chúng ta biết rằng nó là beta thalassemia. Đấy. Nhưng mà các anh chị cứ thử tưởng tượng. Bởi vì tổng tổng của các HB cộng lại nó sẽ là 100%. Nhưng mà nếu trong trường hợp của alpha nó suy giảm, nếu alpha nó suy giảm thì bởi vì alpha nó đứng, nó kết cái phần alpha nó sẽ kết hợp với tất cả các cái chuỗi non alpha. Kết quả là khi alpha suy giảm thì cái alpha 2 beta 2 nó cũng suy giảm và alpha 2 gamma 2 alpha 2 delta 2 nó cũng suy giảm. Cho nên hệ quả sau để lại là cái tỷ lệ của chúng nó không thay đổi. Mà nếu cái tỷ lệ nó không thay đổi thì cái điện di của mình là không phát hiện được. Điện di của mình chỉ trả lời là tỷ lệ phần trăm giữa bọn này thôi, tương quan tỷ lệ phần trăm giữa bọn này thôi. Kết quả nếu không thay đổi tỷ lệ thì mình lại không thấy được là cái alpha nó suy giảm. Chỉ khi nào alpha nó suy giảm nặng quá, khi alpha suy giảm nặng quá thì cái beta nó tăng lên cao. Beta 2 nó tăng lên cao á, thì khi không đủ alpha thì beta nó tự kết cùng với nhau, nó tạo thành beta 4. Khi nó tạo thành beta 4 thì mình có cái HBH. Và khi mình thấy HBH xuất hiện là mình biết beta nó nhiều quá, nó tự kết cùng lại tạo thành bốn chuỗi globin là toàn beta rồi. Hoặc là gamma nó tăng lên cao, khi nó nặng hơn nữa, gamma nó tăng lên cao thì cái chuỗi gamma, bốn chuỗi gamma nó tự kết hợp với nhau, nó tạo thành gamma 4, thì nó trong trường hợp nó tạo thành HB bạc. Như vậy nếu chúng ta thấy điểm gì mà xuất hiện HBH HB bạc thì ok, chắc chắn là alpha thalassemia rồi. Nhưng mà nếu nhẹ nhẹ thì lại không thấy được. Cho nên là quan trọng nhất vẫn là một cái công thức máu mà đã nghi ngờ thalass thì điện di ra được thì tốt, mà nếu không ra được thì chắc chắn chúng ta phải làm đột biến rồi đó. Và nhớ là luôn luôn nhớ, em rất là mong anh chị mạnh dạn hơn trong chuyện làm đột biến, bởi vì phải làm tới nơi thì anh chị mới rút được cái kinh nghiệm. Còn nếu mà cứ ngồi mình đoán thôi, mình giả định sao rồi thì mình sẽ rất là khó. Gần như nói chung là các trường hợp nghi ngờ và làm tới thì nó sẽ rút nó giúp em rút ra được kinh nghiệm rất là nhiều, bởi vì em đều đi tới bước bước cuối cùng để chẩn đoán xác định hết. Anh chị có trao đổi ở đây một tí không ạ? Em xin lỗi, em đang có việc bận. Rồi, chắc là anh chị phải phải trao đổi ở đây một tí vì chắc là tương đối nhiều nhiều thứ ở đây một chút. Thế thì cái này em sẽ em có thể giải quyết được. Cái này thì em sẽ, nếu thực sự anh chị quyết tâm làm á, thì em sẽ liên hệ với các cái công ty để cho, thực ra hiện tại thì có rất nhiều các cái công ty xét nghiệm
họ lấy mẫu khắp mọi nơi hả, và họ sẽ làm thôi. Em sẽ liên hệ phía công ty để xem thử là họ có hoạt động ở trên địa bàn của Nghệ An hay không á. Nói chung em chỉ muốn anh chị có một cái như thế này, có nghĩa là thực sự có anh chị muốn làm hay không thôi, mọi thứ nó xuất phát từ nhu cầu của phía lâm sàng. Còn thực sự mà nếu phía lâm sàng cần, em có thể khẳng định là không gặp trục trặc gì với bất cứ một xét nghiệm gì á, chắc chắn em sẽ nói công ty họ sẽ tới và họ sẽ hỗ trợ ở trên địa bàn thôi. Cho nên là anh chị cứ mạnh dạn, nếu thực sự anh chị muốn triển khai á, em sẽ liên hệ phía công ty họ sẽ bắt đầu mở rộng cái địa bàn, hoặc chắc là Nghệ An là một cái địa phương lớn cho nên chắc là họ cũng hoạt động rồi nhưng mà em chưa biết, bởi vì có nhiều công ty làm đột biến của Thác Lát lắm. Cho nên sau cái lần này nếu như anh chị thật sự quyết tâm làm thì em sẽ liên hệ cho chứ không khó khăn gì đâu ạ, họ sẽ tới từng nơi họ lấy mẫu thôi. Với lại cái giá của đột biến Thác Lát bây giờ nó cũng rẻ tiền lắm chứ nó không có đắt. Làm ở trung bình giá của nó khoảng 4 triệu thôi á, không có gì mà bởi vì nó liên quan, chỉ cần nó là bệnh lý của cả một cái dòng họ của cả hai bên mà mình phải làm tới, chứ còn không thì cái chuyện của Thác Lát nó gây ra nhiều nhiều cảnh nó đau lòng quá. Chắc là mời anh chị trao đổi ở cái điểm này một chút, bởi vì em nghĩ chắc phần này có nhiều thứ để nói á, nhưng mà vì em cũng không biết là các anh chị hiểu ở vấn đề ở đây nó ở mức nào, cho nên là em cũng không không trình bày slide chi tiết, em chỉ nói về cái tổng quan như vậy thôi. Dạ em chào chị. Dạ. Dạ vâng, dạ. À dạ. Trong mười, dạ vâng. Dạ. Số lượng không câu bao nhiêu vậy? RBC bao nhiêu vậy? À thế là chắc chắn thật lắm. Thế là chắc chắn là thật lắm rồi đó. Dạ. Nhưng mà chị đã từng từng làm điện gì chứ chị? À thế chắc chị làm gì? Dạ. À nhưng mà quá quá trường hợp của chị thì giúp mọi người hiểu thấu rồi đó, tức là trong điện trong 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 Thái Lan có một đặc điểm như vậy, có nghĩa là thông thường thì bệnh nhân thì lại thiếu máu nhưng số lượng hồng cầu là nó lại tăng. Thì thật ra nó cũng là một điều dễ hiểu thôi, bởi vì đấy là một cái cơ chế bù trừ của cơ thể, có nghĩa là lấy số lượng bù chất lượng. Bởi vì bản thân từng cái hồng cầu chất lượng nó kém quá nhưng cuối cùng nó lại đem số lượng ra nó bù. Cho nên là chỉ cần nghe qua hồng cầu suy giảm mà lại tăng số lượng là biết là thalassemia rồi đó. Nghe qua không phải là thalassemia nói chung mà gọi là bệnh lý hemoglobin nói chung. Dạ. Điều này rất là thú vị. Thật ra thì em đọc đọc nhiều cái tài liệu về về điện về về thalassemia ở Việt Nam. Dạ. À dạ. À thế tốt quá, vì rất nên làm gì ạ? Dạ. 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 Thế thì cần thiết quá, tại vì dạ vâng ạ, dạ. À. À cái này thì chỉ ghi nhận ở trong thiên môn thức sắc á, thì nó có. Chứ trong trong thalat mà ở mức độ hemoglobin khoảng 11 gram gì đó thì nó không có triệu chứng đó và cũng có tương quan gì đâu chị ạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Ồ, dạ, thế là chắc là sai. Sao lại thiếu máu nhược sắc không cầu to được hả? Không thể thiếu máu u sắc không cầu to chứ nhược sắc thì không thể không cầu to được đâu ạ. À. Ừ, đặng sắc không cầu to thì được. Alo. Dạ thôi, em có thể nói như thế này luôn nè. Thứ nhất là trường hợp đứa bé đó là một cái tăng tiểu cầu thì em không 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 đồng ý với cái chuyện là tăng tiểu cầu vô căn. Chắc chắn là phải chẩn đoán xác định chứ không thể vô căn được. À, thứ hai nữa. Dạ em biết em gặp nhiều. Em gặp nhiều rồi đó, nhưng mà nếu như mà họ cần thiết thì cứ nói đến gặp em sẽ làm cho. Không thể vô căn được. Thứ hai nữa là nếu nó xuất hiện mà thiếu máu hồng cầu to thì khả năng rất cao là đứa bé này đã được sử dụng cái hydroxyurea để kiểm soát số lượng tiểu cầu, khả năng rất cao. À, ý ý em muốn nói là đấy, nếu mà cái hồng cầu to nó xuất hiện á thì chắc chắn bệnh nhân này có sử dụng hydroxyurea rồi, tức là Condova á. Không biết là chỉ có biết cái thuốc này không, một cái thuốc để kiểm soát số lượng tiểu cầu đó hoặc là số lượng bạch cầu người ta kiểm soát bằng thuốc này. Và nếu dùng cái thuốc này thì nó tương tác tới cái chuyển hóa. Chị xem chị hỏi lại thì đứa bé đó có xài không nhé. Nếu sử dụng cái thuốc này cộng với aspirin mà nó làm thiếu máu hồng cầu to xuất hiện. À, thế thì chị hỏi lại chắc có thuốc kia ấy, chị. Em sẽ nhắn cái tên thuốc là em nhắn tên thuốc gốc thôi, còn lại nó có nhiều cái biệt dược lắm ha, thì chị có thể hỏi lại tìm tìm lại cái thuốc chắc chắn là có dùng rồi đó. Nếu có dùng cái này mà đấy thì có gì chị đúng rồi đó, Hyria đúng. Đúng rồi, hydroxyurea đó. Tại vì nếu đã xài cái này á, nếu đã xài cái này thì nó sẽ làm cho tương tác đến cái vòng chuyển hóa của B9, tức là của folate á, và nó sẽ làm cho hồng cầu nó to lên. Còn cái vấn đề mà thiếu máu nó xuất hiện á, còn cái vấn đề thiếu máu nó xuất hiện mà trong bối cảnh đang sử dụng aspirin á, thì chị rất là thận trọng, có chừng nó xuất hiện luôn cả cái thiếu máu thiếu sắt do sử dụng aspirin nó làm xuất huyết luôn á. Em đã gặp cái bối cảnh này rất là nhiều rồi, cho nên là nếu có thể thì chỉ nói bệnh nhân đến với em á để phải xác định thử nó là cái gì, chứ không thể kiểm soát bằng cách này được. Bắt đầu biến chứng nó đó xuất hiện từ cái chuyện điều trị rồi đấy. Thế là bị mất máu rồi đó chị, mất 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 máu từ do sử dụng aspirin kéo dài rồi đó chị. À, bối cảnh này hay gặp phổ thông, các cái bệnh nhân họ hay đến với em vì cái chuyện này lắm, tại vì chưa không không có khái niệm tăng tiểu cầu vô căn á, nhưng mà thường họ ở phòng khám thời gian tiếp xúc bệnh nhân ngắn quá, người ta cũng không có làm tới á, cho nên là kết quả là người ta chấp nhận tạm cái chẩn đoán đó và kiểm soát bằng thuốc, trong khi đó chỉ biết là cái thuốc hydroxyurea nó có khả năng gây ung thư thứ phát. Cho nên là đối với trẻ em người ta rất rất hạn chế dùng nếu như không phải là bệnh lý ác tính. Cho nên là rất cần thiết là phải làm rõ chứ không thể điều trị bằng cách đó đúng không ạ? Dạ vâng, dạ. Dạ rồi, không biết có phòng nào còn trao đổi ở chỗ này nữa không ạ? Dạ. 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 Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà nó quan trọng anh, so với cái giá mà họ phải trả là vẫn rẻ lắm anh. Dạ. Dạ đúng rồi. Rất ủng hộ anh. Đúng rồi anh. Dạ. 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 À, tức là như thế này, tại vì như cái bệnh nhân ở ban đầu mà em đưa ra đó, tức là bởi vì mình biết thalassemia là một cái thiếu máu di truyền mà mình không thể nào mà thay đổi được. Cho nên là nếu như mà mình xác định mà vấn đề thalassemia nó cũng không đứng một mình, cho nên trong bối cảnh ví dụ như chúng ta đã phải sàng lọc trước, nếu như thực sự nó là một cái thiếu máu thiếu sắt thì bất kể có hay không có thalassemia mình cũng phải điều trị thiếu máu thiếu sắt trước cái đã. Sau khi mình điều trị mà nó không thể nào hồi phục về hoàn toàn thì lúc đó hãy làm điện thalass, hãy làm cái điện di và đột biến của thalass cũng được. Còn lại thì thật ra là có một số các cái bối cảnh, ví dụ như nhìn công thức máu của chị Tú hồi nãy thì chắc chắn là khi anh làm quen rồi anh nhìn thẳng anh biết chắc chắn là thalass rồi thì thôi làm luôn cũng được, làm đồng điện di tốn tiền cũng, anh không anh muốn tiết kiệm hết sức thì thôi làm luôn đột biến luôn cũng được. Thì đấy tùy vào cái, nó tùy vào kinh nghiệm của từng người nữa, nhưng mà về nền tảng đó là thalassemia được xem như là một cái chẩn đoán về mặt để mà lo lắng về mặt tương lai thôi. Còn về mặt điều trị hiện tại thì mình phải xác định các nguyên nhân có thể điều trị trước cái đã. Cho nên là bắt buộc phải 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 không được nhầm lẫn hoặc là không được bỏ qua các cái nguyên nhân có thể điều trị được cái đó. Thì đấy, thật ra thì khả năng về chị thì nó cũng rất là thấp thôi. Thì hầu hết là chỉ cần anh chị làm cho cái bộ của sắt là có thể chẩn đoán được các rối loạn chuyển hóa sắt đơn giản thôi, bằng ferritin và sắt huyết thanh là cơ bản cũng đủ rồi đó. Nhưng thật ra thì mình nên làm hỗ trợ thêm với cái transferrin và TIBC thì nó có ý nghĩa hơn, nhưng mà tí nữa em sẽ phân tích sâu hơn, nhưng mà cơ bản là sắt huyết thanh và ferritin là cơ bản là tạm đủ. À, nếu như muốn tiết kiệm tiền chỉ sắt huyết thanh và ferritin rất quan trọng là đủ để đánh giá về sắt, và sau đó trong trường hợp nghi ngờ ngộ độc chì thì có thể làm định lượng chì và sau đó là định hướng về thanh lọc. Như vậy đối với MC và MCV và MCH giảm thì nói chung là cũng khá là dễ dàng để tiếp cận. Dạ rồi. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái nhóm thứ hai. Như vậy là mình đã thấy cái nhóm đầu tiên, cái nhóm MCV, MCH giảm. Em chỉ muốn mọi người là hiểu về sinh lý của hồng cầu á, thì mình sẽ vận dụng ở trên lâm sàng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều á. Hơn là mình ngồi mình liệt kê, mình cứ liệt kê mình nhớ được cái gì mình liệt kê nó rất là khổ sở. À, ví dụ như trường hợp này. Ừ, đây là một cái trường hợp mà em được mời hội chẩn thôi. Thì có thể thấy là trường hợp này ở thiếu máu rất là nặng, tới hemoglobin chỉ còn 69 gram, một cụ rất là già. Và may quá mình nhìn đây mình sẽ thấy là MCV giảm, MCH giảm nhưng lại không giảm nặng lắm, khoảng 75,5. Ví dụ như trường hợp của nó ngược với cái trường hợp của chỗ của chị Tú đấy. Tức là thiếu máu thì không nhiều lắm nhưng MCV, MCH là quá giảm đi. Giảm quá nặng đi, có 64, 65 gì đó. Trong khi đó ở đây người ta giảm rất là nặng. Thì ECV, MCH chỉ biết độ nhẹ nhẹ mà thôi. Thì đây giúp chúng ta nhận ra được là một trong những cái phân biệt giữa cái thiếu máu di truyền và cái thiếu máu do mắc phải nó khác nhau ở chỗ đó. À, có nghĩa là hình thái nó biến đổi không 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 nhiều như là ở trong cái bệnh lý di truyền. Và chắc chắn nó tụt luôn cả số lượng hồng cầu á, thì trường hợp này nhìn vào công thức máu này thì có thể nghi ngờ là một cái thiếu máu mắc phải. Kèm với đó có thể nhìn thấy là trường hợp này tiểu cầu tăng cũng rất là cao, 665. Thì trong cái bối cảnh này á, thì bọn em đã xác định được á, là một cái thiếu máu ở trong viêm màng, và ca này là một cái ca nó liên quan tới cái áp xe cơ chậu á, rất nặng á. Sau đó sẽ phải sau đó lại phải cấy phải phải làm một cái đường dẫn lưu á và cấy ra được cái tụ cầu vàng. Thì đấy tức là mình sẽ xác định được cái cơ chế của nó có cái bi lân sắc, nhưng mà em không có đưa vào, em chỉ muốn nói là mình có thể xác định được cơ chế và từ đó mình có thể hiểu được cái, mình biết được cái cơ chế đó thì mình có thể tập trung điều trị theo cơ chế đó thôi ấy, thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề.
Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái nhóm thứ hai, đó là nhóm thiếu máu với MCV MCH tăng. Đấy, MCV MCH tăng. Thì cái nhóm này hóa ra lại là cái nhóm khó hơn. Cái nhóm giảm là cái nhóm phổ thông của các cái bác sĩ ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Nhưng mà nhóm tăng thì thường là nhóm chuyên của huyết học hơn. Nó khó hơn là cái nhóm giảm vì nó sâu hơn. Thì thực ra về mặt lý luận thì nó cũng cơ bản thôi, là nó ngược lại. Tức là nếu như anh chị thấy một cái hồng cầu nhỏ nhược sắc á, thì anh chị nói rằng nó là bất thường suy giảm của hemoglobin. Vì như em đã nói hồi nãy đó, hemoglobin suy giảm làm nước ở trong hồng cầu suy giảm, và nước trong hồng cầu suy giảm thì làm cho thể tích hồng cầu nó nhỏ lại. Nhưng mà đối với hồng cầu nó to lên á, thì câu chuyện nó là kỳ lạ. Nếu nó to lên thì nó không liên quan tới vấn đề của hemoglobin, mà nó là liên quan tới một vấn đề khác. Bởi vì cái hình thái bên ngoài của hồng cầu á, mà muốn to lên nó là liên quan tới cái chuyện đó là cái màng hồng cầu nó phải lớn hơn á. Thể tích nó mở rộng. Mà thể tích nó mở rộng như vậy á, thì thường nó có hai cái cơ chế. Một á, chúng ta biết rằng trong các cái quá trình mà tạo máu đi từ cái nguyên hồng cầu là cái tế bào mà sớm nhất của dòng hồng cầu để trưởng thành thành một cái hồng cầu trưởng thành á, thì kích thước nó giảm dần qua thời gian cho tới hồng cầu là cái thằng tế bào có kích thước nhỏ nhất. Cho nên nếu như các cái hồng cầu mở giai đoạn mà sớm hơn ở trong tủy xương mà đi ra máu á, ví dụ như hồng cầu lưới chẳng hạn, thì nó cũng sẽ làm cho MCV nó tăng lên. Như vậy cơ chế thứ nhất đó là sự dịch chuyển của các cái hồng cầu ở giai đoạn sớm ra máu. Mà cái cơ chế thứ hai á, đó là nó liên quan tới rối loạn phân bào. Đấy, tức là nó chậm phân bào. Vì sao nó như vậy? Có nghĩa là để mà phân bào được á, thì tức là để phân bào được á, thì nó phải chuẩn bị về mặt protein huyết trong huyết tương. Nó phải tổng hợp huyết tương kích thước đủ lớn, sau đó nhân của nó phải tiến hành chia đôi. Thì khi đó bắt đầu chia đôi nhân trước, rồi bắt đầu mới chia đôi màng bào tương và tách làm hai tế bào. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi tế bào đã chuẩn bị để phân làm hai tế bào rồi, nhưng mà cái nhân nó vẫn không chịu chia. Nhân không chịu chia thì bây giờ nó vẫn được tính là một tế bào, nhưng mà với hình thể của một cái tế bào của đang phân đôi làm hai, tức là một cái hình thể của hai tế bào trong một tế bào, và làm cho cái hồng cầu nó cũng to lên luôn. Đó là hai cái cơ chế tạo nên cái hiện tượng mà cái hồng cầu nó to lên. Thì mình sẽ đi vào từng nhóm cơ chế. Cái nhóm cơ chế mà dịch chuyển của hồng cầu non trong tủy ra ngoài á, thì phổ biến nhất mà chúng ta gặp phải đó là liên quan tới vấn đề đó là liên quan tới mất máu cấp hoặc là tán huyết cấp. Nó làm cho hồng cầu ở trong ngoại biên nó bị tụt giảm khá là đột ngột. Và với cái tụt giảm như vậy thì tủy xương nó sẽ phản ứng mạnh mẽ để bù đắp cái lượng thiếu hụt đó bằng cách là tăng cường sản xuất và đẩy hồng cầu ở các cái giai đoạn chưa trưởng thành ra máu. Và lúc này thì MCV sẽ có xu hướng tăng lên. Cho nên khi gặp cái bối cảnh này thì đương nhiên là chúng ta phải kiểm tra ngay cái bi lăng tán huyết có hay không có. Và mọi người cũng biết rằng bi lăng, để đánh giá bi lăng tán huyết thì chúng ta cần phải sử dụng LDH, bilirubin toàn phần, bilirubin gián tiếp, haptoglobin. Kèm theo đó chúng ta phải làm hồng cầu lưới để đánh giá phản ứng của tủy xương, làm phết máu để đánh giá có hay không có sự hiện diện của spherocyte, tức là các cái hồng cầu hình cầu. Đấy là hình thái của các cái hồng cầu mà bị kháng thể miễn dịch nó gắn vào đấy, ở trên làm máu hay không. Và chúng ta cũng sẽ làm tổng hợp tích nước tiểu để đánh giá xem có hay không có cái hemoglobin nhiều ở trong nước tiểu để đánh giá cái tán huyết. Ngoài ra mất máu cấp nó cũng sẽ gây ra hiện tượng này. Chứ nếu trong bối cảnh mà mất máu cấp và phản ứng thấy hồng cầu lưới nó tăng lên và MCV nó tăng thì chuyện đó nó bình thường, có gì đặc biệt. Đó là một phản ứng tủy rất là thông thường. Nhóm thứ hai là cái nhóm mà loạn sinh tủy xương, tức hội chứng loạn sinh tủy, như là nó là hội chứng MDS, myelodysplastic syndrome, thì nhóm này là nhóm chuyên của huyết học hơn rồi. Tức là tế bào hồng cầu nó trưởng thành được một giai đoạn, và tới một cái số giai đoạn gần trưởng thành thì nó bị rối loạn và nó ngưng trưởng thành ở đó. Kết quả là hồng cầu các cái hồng cầu kích thước bất thường này nó lại đi ra máu mà trưởng thành không đầy đủ và làm cho thiếu máu, nhưng mà kích thước hồng cầu nó lại lớn. Nhóm này thì thường gặp ở người lớn hơn. Các anh chị là bác sĩ nhi thì chắc là sẽ ít có cơ hội được gặp cái nhóm này, mặc dù loạn sinh vẫn có thể gặp ở trẻ em, thì có thể không cần phải đi sâu vào cái nhóm này. Nhưng mà chắc chắn đối với anh chị khi thấy hồng cầu to, các anh chị cứ nghĩ là B9, B12 là phổ biến, nhưng không phải đâu. Tán huyết và mốc mốc cấp là phổ biến hơn nhiều á. Cho nên anh chị nhớ cái điểm đó, đặc biệt là nhớ bi lăng tán huyết gồm những cái gì á. Sau đó thì cái cơ chế thứ hai là cái cơ chế chậm phân bào. Như là nói là hồng cầu nó không chịu phân bào, khi nào trưởng thành đủ rồi mà nó lại không chịu phân bào thì làm sao để nhận diện nó? Thực ra là chúng ta hay sử dụng dựa vào định lượng B9 và B12, nhưng thực ra định lượng B9 và B12 thì nó cũng rất là kém nhạy.
À, đúng ra là muốn mà xác định được cái thiếu hụt của B9 và B12 ấy, thì chúng ta phải làm cái định lượng của MMA kia. Trong cái chu trình chuyển hóa thì MMA nó sẽ nhảy hơn B9 B12, nhưng mà thôi cũng chấp nhận là mình sẽ định lượng B9 B12 trong bối cảnh chống phong bào. Tuy nhiên có một cái cách thức khác để xác định cái sự thiếu hụt của B9 B12 á, đó là liên quan tới vết máu á. Chúng ta nhìn trên cái huyết đồ sẽ thấy hình ảnh của các cái bạch cầu tăng phân đoạn. Bạch cầu nó bình thường nó chỉ còn khoảng từ 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 3 đến 5 đoạn thôi, các 3 đến 5 mũi ở con bạch cầu trung tính. Nhưng bây giờ con bạch cầu nó nhiều mũi hơn, nó có tới tầng 7 8 mũi, nó kết trùng lại với nhau như vậy. Bởi vì một lần số mũi của bạch cầu nó đại diện cho tuổi đời của con bạch cầu đó. Và nhớ rằng thiếu B9 hay B12 thì nó không chỉ là thiếu máu mà là thiếu chung của hệ thống máu. Cho nên là khi mà thấy cái chuyện bạch cầu nó tăng phân đoạn nó xuất hiện á, nó nhiều mũi hơn, có nghĩa là con bạch cầu này nó rất rất là già rồi. Nếu như mà nó lên tới nhiều mũi quá, có nghĩa là tuổi đời của nó bằng 2 bằng 3 của một cái con bạch cầu bình thường rồi, có nghĩa là nó đã rất già rồi mà nó không chịu chia. Đó là một bằng chứng của tăng của cái chuyện chồng phong bào. Và giữa cái thiếu hụt giữa B9 và B12 thì anh chị lưu ý thêm một chuyện, đó là sự khác biệt nền tảng giữa thiếu hụt B9 và B12 ngoài cái chuyện thiếu máu của hồng cầu to thì nó liên quan tới cái chuyện của triệu chứng thần kinh. Thiếu B12 thì nó sẽ bởi vì B12 nó tham gia vào một cái chu trình quan trọng, đó là tổng hợp nên cái bao myelin của cái sợi dây thần kinh. Cho nên là thiếu hụt B12 nó sẽ làm rối loạn tổng hợp cái bao myelin của sợi dây thần kinh, cho nên là nó sẽ đưa đến các cái triệu chứng thần kinh mà bệnh nhân sẽ xuất hiện yếu chi, rối loạn cảm giác ở ở chân chẳng hạn. Thì khi đó luôn luôn phải nhớ, một bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu to và có triệu chứng thần kinh thì luôn luôn không được quên B12. Và một cái tình huống phổ biến nữa mà như chị Tú vừa mới đặt vấn đề đó, chính là liên quan tới, cũng là liên quan tới cơ chế chống phong bào, nhưng mà không phải là do thiếu hụt mà là do sử dụng các cái thuốc nó làm ức chế hoặc cạnh tranh folate. Cho nên thực ra về mặt bản chất thì nó giống với chuyện thiếu hụt của B9 B12. Và các thuốc này sử dụng rất là phổ biến trong các bệnh lý từ miệng hoặc ung thư như là methotrexate, và vừa rồi chúng ta mới bàn với nhau đó là bệnh lý sử dụng hydroxyurea. Rất là phổ biến. Cho nên là khi mà có hồng cầu to thì phải hỏi lại cái lịch sử dùng thuốc và check lại xem sự có hay không có các cái thuốc nằm trong danh mục mà nó tương tác lên trên cái chuyển hóa của B9 và B12 không. Và không biết các anh chị có hỏi gì ở đây không ạ? Thì hy vọng là anh chị phải, đặc biệt là vấn đề về tăng huyết thì chịu khó, em có mấy cái bài giảng về về thiếu máu tăng huyết trên YouTube, anh chị có thể xem lại để hiểu về cái chu trình của cái tăng huyết, thì khi đó cái chuyện mình ra chỉ định xét nghiệm nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, phân tích nó dễ hơn rất là nhiều. Rồi, và cái tình huống thứ ba là cái tình huống mà thiếu máu với cái MCV-MCH bình thường. Thì như đã nói, đối với thiếu máu MCV-MCH bình thường, có lẽ tình huống này là một tình huống mình cũng gặp phổ biến. Thì luôn luôn phải suy nghĩ là nếu mà thiếu máu mà MCV-MCH bình thường, có nghĩa là nó không liên quan tới thiếu hụt của, không liên quan tới thiếu hụt của một thành phần nào hết, mà nó chủ yếu liên quan tới các cái cơ chế về 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 cạnh tranh là chính. Cạnh tranh là chính. Phổ biến nhất hay gặp đó là mất máu cấp, bởi vì trong mất máu cấp sớm quá thì có thể thấy MCV nó tăng lên, nếu như mà hồng cầu lưới nó bắt đầu tung ra kịp MCV nó có thể tăng lên nhẹ, nhưng mà nếu như mức độ phản tụy không mạnh lắm thì mình cũng không thấy được. Quan trọng nhất của nhóm này đó là chèn ép. Hầu như tất cả các bệnh nhân mà leukemia hoặc là các cái bệnh nhân mà có cái ung thư sơn mãn tụy chẳng hạn, thì với một cái chèn ép như vậy thì phần lớn nó sẽ là một cái hồng cầu bình thường á, tại vì cũng chẳng có cái điều gì mà làm cho nó phải bất thường cả, chỉ là nó bị chèn ép làm cho nó không đủ khả năng, không có cái đủ không gian cho nó sản xuất mà thôi, thì MCV-MCH nó sẽ bình thường. Hoặc là thiếu máu trung bình mãn tính như hồi nãy em phân tích, trong giai đoạn đầu thì cái chuyện giữ sắt ở trong các cái kho như vậy nó sẽ làm cho hồng cầu, thì bản thân hồng cầu nó đã có cái lượng sắt có sẵn của nó rồi, cho nên nó còn không dễ để mà làm cho nó bị nhỏ lại. Trong quá trình mà nếu thiếu máu trong viêm mạng mà rất nặng giống như cái ca hồi nãy vậy, thì khi đó MCH nó cũng sẽ bị giảm nhẹ. Hoặc là phổ thông nhất em ngồi phòng khám hay gặp nhất đó là thiếu máu do pha loãng ở trong thai kỳ. Trong thai kỳ thì đặc biệt là vào tăng công việc thứ hai, thì khi mà cái mức độ pha loãng nó xảy ra nhiều thì khi đó tủy xương cũng sẽ
Nên một số trường hợp thì tủy xương nó phản ứng cũng cũng sẽ có đáp ứng tùy, nhưng mà phần lớn thì mức độ thiếu máu nó không nặng, để cho có một đáp ứng tùy đủ rõ thì bệnh nhân cũng sẽ có một cái thiếu máu, nhưng mà với ACVN sẽ bình thường thôi. Và một cái bối cảnh mà cũng rất là thận trọng, đó là nhìn ACVN sẽ bình thường nhưng thực ra là thiếu, rất là thiếu nặng hơn hẳn, có nghĩa là bệnh nhân vừa thiếu hụt do thiếu sắt làm cho hồng cầu nhỏ, nhưng lại vừa thiếu hụt do rối loạn phân bào hóa của thiếu B9 B12 chẳng hạn. Và bởi vì á, là thiếu sắt thì làm cho hồng cầu nhỏ, thiếu B9 B12 thì làm cho hồng cầu to, một cái nhóm hồng cầu to cộng một cái nhóm hồng cầu nhỏ, hai cái cộng lại cuối cùng nhìn ACVN sẽ bình thường, nhưng mà thực ra là thiếu toàn cục. Thì mọi người cũng phải rất thận trọng. Rồi, tất cả bước hai này là một bước rất là quan trọng, em đã có một cái khái quát như vậy rồi, không biết anh chị có đặt vấn đề gì ở cái bước hai này không? Dạ, rồi. Thế thì mình sẽ qua bước 3. Bước 3 thì mình phải nhìn vào, đây là bước mà phải chịu khó cất công đi tìm kiếm một chút. Em rất là mong muốn anh chị chịu khó đi xuống phòng lab và nhìn cái lâm máu, bởi vì đầu tiên mình phải nhận định về các anh chị làm nhi nữa, thì nói chung là cái thiên đường mà để khám phá bệnh lý di truyền thì nó lại phải nằm ở nhi. Huyết học của em rất là mê nhi là cũng bởi vì muốn tìm di truyền thì phải tìm tới nhi thôi. Đầu tiên là chúng ta phải, vì sao phải nhìn cái lâm máu rất là quan trọng. Nhưng mà em muốn nhắc lại là các cái bệnh lý mà bất thường hồng cầu bẩm sinh á, như đã nói là nó có ba cái nhóm bất thường, ba cái vị trí làm bất thường hồng cầu bẩm sinh: một là rối loạn màng hồng cầu, hai là rối loạn enzyme hồng cầu, và ba là rối loạn của huyết sắc tố. Thì đối với rối loạn màng hồng cầu và rối loạn enzyme, nó là không làm thay đổi MCV-MCH, cho nên nó vẫn chỉ là một cái thiếu máu mà đặng sắc đặng bào thôi. Và anh chị muốn ấy, thật ra là tất cả các cái bệnh nhân mà rơi vào cái bối cảnh này ấy, em có cơ hội được hội chẩn rất là nhiều ở, vì các ca họ gửi đến online thôi, tại vì các bác sĩ đều không để ý gì tới nhóm này hết, phần lớn dù là bác sĩ chuyên khoa, bởi vì nếu không biết cách điều tra thì gần như không thể điều tra ra được. Ví dụ rối loạn màng hồng cầu, rối loạn của màng hồng cầu mà nếu không có, alo, rối loạn màng hồng cầu thì nếu như anh chị không nhìn ở trên lâm máu, rối loạn màng hồng cầu thì thường nó sẽ liên quan tới ví dụ như là bệnh lý hồng cầu hình cầu di truyền, hoặc là bệnh lý hồng cầu hình liềm di truyền chẳng hạn ấy. Nhưng mình hay gặp nhất ở ở mình đây là rối loạn hồng cầu hình cầu di truyền chẳng hạn. Thì với rối loạn hồng cầu hình cầu di truyền đó, nhìn trên lâm máu mình có thể phát hiện được hình thái của cái hồng cầu nó bị biến đổi, cái màng của nó, tức là tính về MCV trung bình đó mà MCV không thì nó không thay đổi, nhưng mà về hình thái chung, về mặt hình thái hay dựa loạn hai mặt thì nó bị thay đổi. Cho nên là nhìn cái lâm máu sẽ giúp anh chị thấy được một cái bất thường về mặt di truyền xuất hiện rất rất quan trọng. Và trong nhiều trường hợp thì thật ra nếu như mà nó ở trạng thái dị hợp cũng không có, cũng không thể nào phát hiện ra được. Ấy, em cũng liên quan tới cái nhóm này thì em cũng có một cái bệnh nhân, sau đó bọn em phải sử sang tới tận Singapore mới có thể làm được cái đột biến cần thiết để mà chẩn đoán. Tại bởi vì các bệnh viện họ đều thả lỏng hết, tại vì khi mà xác định thiếu máu họ không thể nào tìm được một nguyên nhân gì cả. Thì khi mà quan sát lam thì em nghi ngờ đây là một cái khối thiếu máu của hồng cầu hình cầu di truyền, và như vậy thì nó liên quan đến cái rối loạn màng, mà cụ thể là rối loạn một cái thành phần protein ở trên màng hồng cầu. Trong cái cuốn sách về các bệnh lý hồng cầu em cũng có viết rất là rõ về rối loạn màng á, liên quan tới protein hồng cầu. Protein màng thì nó có hai cái nhóm protein, nhóm protein trục dọc và nhóm protein trục ngang của hồng cầu á. Thì đứa bé này nó rơi vào một cái phổ đột biến của rối loạn cái protein spectrin ở trên màng hồng cầu, và mình phải làm cái test OF, tức là test sức bền hồng cầu á. Như vậy cái test sức bền hồng cầu nó có ý nghĩa chính cho rối loạn màng hồng cầu. Đấy, một trong những cái điều tra để biết được cái rối loạn màng là chúng ta phải dùng cái test sức bền hồng cầu. Còn nhiều người vẫn nghĩ là test OF để làm cho bệnh lý huyết sắc tố thì nó chưa được chính xác lắm, mặc dù rằng thì nó cũng có thể, nhưng mà vai trò nó rất là, ý nghĩa của nó rất là không có đặc hiệu. Đấy, thì sau khi xác định được cái rối loạn màng á, nghi ngờ rối loạn màng thì khi đó mới tiến hành được làm tới đột biến.
thì mới xác định được á. Bởi vì hồi trước lòng mang thì nó cũng nhẹ thôi nhé, nhưng mà đối với những cái thể mà nó nặng thì cực kỳ khó để mà kiểm soát á, và cũng cực kỳ khó để chẩn đoán á. À, nhóm thứ hai mà anh chị chắc là cái này thì anh chị rành hơn em á, tức là liên quan tới rối loạn enzyme hồng cầu á. Thì bởi vì quy trình sàng lọc D6PD hiện tại thì nó giống như là một cái quy trình thường quy ở phụ nữ rồi, cho nên là nhiều bệnh nhân bây giờ cũng đã phát hiện ra cái suy giảm D6PD rồi. Nhưng mà suy giảm enzyme hồng cầu thì thường thiếu máu nó không nặng lắm, và cũng lưu ý là nó không làm thay đổi MCV, MCH. Chúng ta có hai cái enzyme chính trong cái chuyển hóa của hồng cầu thôi. Tại vì sao enzyme hồng cầu nó quan trọng vậy? Tại vì hồng cầu nó không có tinh thể, nó chuyển hóa năng lượng thông qua cái một cái chu trình thôi á, là chu trình nó chỉ chuyển hóa có chu trình của glycolytic, và như vậy thì nó bị có hai cái enzyme chính trên cái chu trình này, đó là D6PD và pyruvate kinase. Cho nên là mình trong cái bối cảnh mà nghi ngờ các cái đợt tái huyên cấp, bệnh nhân vào viện vì nhiễm trùng, nhiễm siêu vi gì đó, mấy đứa nhóc nó bị vào viện vì nhiễm siêu vi gì đó và phát hiện được cái bi lăng tăng huyết, thì nếu như bi lăng tăng huyết cu mâm, tức là không phải cơ chế miễn dịch, thì chắc chắn là mình phải nhớ tới cái rối loạn của enzyme. Mà nhóm này thì thường nó không tăng huyết liên tục, mà nó chỉ tăng huyết từng đợt thôi á, liên quan tới các cái đợt nhiễm trùng gì đó thì nó mới tăng huyết, thì rất là thận trọng. Và sau cùng đó là rối loạn của huyết sắc tố, thì mình đã bàn nhiều hồi nãy giờ rồi. Nếu như em rất là mong là các anh chị cố gắng để xuống labo và đọc cái lam máu để bắt đầu nhận định những cái điểm rất là quan trọng ở trên lam máu. Thật ra một trong những cái điều mà giúp cho bọn em có cái cơ hội được phân tích tốt hơn á, là bởi vì bọn em gắn liền với hình thái, bọn em có khả năng nhìn thấy được những cái hình thái thực sự của các cái bất thường, và điều đó nó làm cho bọn em liên kết được với cái thực tiễn của lâm sàng thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên để đọc được lâm máu thì phải được đào tạo, chứ còn nói về lý thuyết không thì không thể nào nói được đâu á. Cho nên rất là mong là các anh chị phối hợp với các bác sĩ ở labo sẽ cùng phân tích các bất thường. Bởi vì hầu hết nếu anh chị bây giờ mà chỉ trông đợi cái labo trả kết quả cho mình á, thì rất đáng tiếc là các cái labo hiện tại họ sẽ không trả được bất cứ một thông tin nào hữu ích lắm. Tại vì khi mình thông báo là huyết đồ thì hầu hết thế trong suy nghĩ của các cái bác sĩ ở labo chúng ta hiện nay ở về mặt huyết học á, thì họ chỉ mô tả lại là họ chỉ kiểm chứng lại là các chỉ số ở trong công thức máu nó có phù hợp với cái hình ảnh của huyết đồ hay không thôi, chứ họ không, hàm ý của huyết đồ không phải là như vậy. Hàm ý của huyết đồ ngoài cái chuyện là xác nhận lại cái công thức máu có đúng hay không, thì nó có một thông tin quan trọng, đó là bổ sung thêm các thông tin có ý nghĩa mà các cái con số ở trong công thức máu không thể hiện. Nhưng mà các bác sĩ của chúng ta hiện tại không làm điều đó, gần như là tất cả các bệnh viện. Chính vì vậy mà chắc chắn là bác sĩ lâm sàng họ chờ cho tới một cái thời kỳ phát triển cao hơn, chứ còn hiện tại thì chắc chắn là các bác sĩ lâm sàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho cái chuyện là muốn có được thông tin gì từ huyết đồ thì các anh chị sẽ phải tự xuống đọc rồi đó. Rất cần thiết, rất quan trọng. Gần như em luôn luôn là người nếu bất cứ một cái ca nào mà em không xác định được nguyên nhân hoặc là không rõ ràng thì em luôn luôn tự đọc, chứ không, em không chờ ai cả. Không biết ở chỗ này cái này rất là may là anh Hòa, anh trưởng khoa mà có được một cái động viên như vậy là quá quá mừng cho phía bác sĩ lâm sàng. Tại vì em đã nhận ra đây là một trong những cái nhức nhối lớn nhất, nhưng mà anh biết cái tình hình nó còn tệ hại tới cái cấp độ mà thật ra thì các anh chị em ở trong Sài Gòn cả các cái bệnh viện rất rất lớn và người ta cũng than trời luôn. Tại vì thật ra những người làm ở labo
thì các kỹ thuật viên họ được đào tạo về mặt lâm máu, thì các kỹ thuật viên họ được đào tạo, họ đã từng được học và được đào tạo về cái chuyện độc lam. Trong khi đó các bác sĩ được phân về labo thì hầu hết các bệnh viện thì họ không được đào tạo chuyên sâu về 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 labo từ đầu, mà họ là các bác sĩ đa khoa, họ tốt nghiệp xong họ về với labo, họ không có cái kinh nghiệm về phía labo cho lắm, cho nên kết quả, nhưng mà cuối cùng cái ký trách nhiệm trả kết quả là vẫn là phía bác sĩ chứ không phải là phía kỹ thuật viên. Kết quả là có nhiều trường hợp mà gửi về rất là đau lòng á, kỹ thuật viên họ nhìn thấy những bất thường đó đấy nhưng mà họ chẳng bao giờ mô tả gì hết, họ chỉ làm đúng cái chức trách của họ thôi á. Còn labo nào phụ thuộc vào bác sĩ ở labo đó mà họ rất là tâm huyết gì đó, họ rất giỏi thì họ có thể làm. Cho nên là trong trong cái để mà thay đổi cái điều này thì em nghĩ là phía của anh Hòa có thể phải rất là cần phối hợp với phía của bệnh viện trường máy huyết học, để mà họ sẽ cùng phối hợp với, hoặc là mình gửi bác sĩ đi học, hoặc là có những cái buổi cùng nhau tập đọc labo từ từ, hoặc là để thay đổi thói quen á, thì chắc là phía lâm sàng sẽ phải gọi điện xuống labo thường quy, không chỉ là nói yêu cầu họ trả cho mình cái quả bằng giấy, mà bên em giống như hiện tại bọn em đấu tranh ở đây và bọn em cũng yêu cầu là tất cả phải chụp hình, và nó có phần mềm anh Vân có thể yêu cầu là trả kết quả huyết đồ, không phải trả bằng giấy bằng chữ mà phải chụp hình ở trong đó giống như trả kết quả của tủy đồ vậy á. Thì khi đó bắt đầu các cái bác sĩ ở labo buộc lòng họ sẽ phải chụp hình, họ phải chụp hình kèm với là các cái mô tả, họ sẽ thận trọng hơn nhiều. Thì em nghĩ trước mắt cái giải pháp tạm thời mình có thể chấp nhận là như vậy được. Các phần mềm hiện tại ở trong labo thì hầu hết nó có thể chụp hình được, cho nên mình có thể chấp nhận chụp hình và in màu thôi. Dạ. Nhưng mà rất mong anh Hòa đẩy mạnh chuyện này, cực kỳ quan trọng. Nói chung là không thể, nếu hiểu về nó thì phải thấy rằng là nó như một cái phần mà như một cái ống nghe của lâm sàng hiện tại vậy á. Nếu như mà không có nó thì thực sự là vô cùng khó khăn cho bác sĩ. Thật ra chỉ cần nhìn cái lâm máu thì cái cơ chế thiếu máu nó có thể hiện lên trên mắt rồi anh ạ. Nó quý tới cái cấp độ đó đấy, chứ cũng không cần phải chờ tới các xét nghiệm sinh hóa đâu. Rất là đáng quý. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì đó cũng cố gắng là từ từ cải thiện thôi, nhưng mà em muốn nhấn mạnh ở chỗ đó là kiểu gì thì cũng phải cải thiện. Nếu muốn phát triển thực ra là lâm sàng có được cái ưu điểm là mình đứng ở giữa, mình tích hợp được tất cả các cái phương tiện, nhưng mà một cái yếu điểm là các phương tiện trả về mình rất là thụ động, trong khi đó những thông tin rất giá trị thì có lẽ là người ta không cung cấp cho mình, kết quả là mình bị thiếu hụt. Ví dụ như những cái đứa bé mà nó rơi vào cả cái bệnh lý tăng huyết vi mạch rất là nghiêm trọng, mà nếu như trên lâm máu mà người ta không mô tả về cả cái mảnh vỡ hồng cầu thì mình sẽ không xác định được nó, trong khi đó chỉ cần thấy mảnh vỡ hồng cầu là mình biết ngay được cái chuyện gì đã diễn ra rồi, thì cái chuyện điều trị hoàn toàn khác biệt á. Nhưng mà nói chung là đấy, cái này là một cái hành trình mà chắc chắn là động cơ phải đi từ lâm sàng đi xuống, thì dần dần mọi thứ nó mới cải thiện được thôi. Em thì rất là sẵn sàng thôi, nếu anh chị thực sự mà nếu như có cần hỗ trợ gì từ em thì trong khả năng có thể thì em cũng sẵn sàng có thể hỗ trợ. Nếu như anh chị có thể chụp ảnh được thì chụp ảnh tốt thì có thể gửi, em sẽ có thể hỗ trợ phân tích. Nhưng mà một trong những cái đặc điểm của độc lam là anh chị biết rằng là mình phải đặt trên một cái quang trường rộng chứ không phải là một quang trường, cho nên thực ra một vài bức ảnh thì nó cũng không có đủ. Mà thường mình phải kéo qua nhiều quang trường á, cho nên hơi khó tí. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái thực tế thôi, để thấy được là ý nghĩa của các cái trường hợp thực tế một chút, thì chắc là anh chị sẽ đỡ phải lý thuyết quá.
Thì đây ví dụ như trong một cái trường hợp này thì có thể thấy rất là rõ là một cái trường hợp của một cái tăng một cái thiếu máu tăng huyết cho kháng thể lạnh. Khi mà lấy cái ống máu ra có thể thấy được bình thường cái ống máu khi mà lấy ra thì có chất chống đông trong thì nó sẽ máu nó sẽ không nó sẽ ở một cái dạng dịch thuần nhất á. Thì ở đây mình có thể thấy được cái ống máu nó bị ngưng kết ngay từ đầu luôn rồi. Thì nhìn ống máu này là biết 100% là có hiện tượng ngưng kết hồng cầu diễn ra ở trong ống máu rồi, có nghĩa là có hiện diện của cả cái kháng thể lạnh. Bởi vì bình thường máu của mình thì ở 37 độ C trong cơ thể thì kháng thể này nó không hoạt động. Nhưng mà khi rút ra khỏi cơ thể dưới 37 độ C thì kháng thể này sẽ bắt đầu hoạt động. Thì cả cái chất ngưng kết lạnh này nó sẽ làm cho hồng cầu kết chính lại với nhau, giống như mà khi mình định cho máu tại giường nhé. Thì mình nhìn cái ống máu là mình biết ngay là có chuyện gì, là mình biết ngay cơ chế rồi đó. Khi rút ống máu ra ngoài là mình đã biết ngay cơ chế thiếu máu là cái gì rồi đó. Đấy, và hiện tượng ngưng kết này có thể thấy được ở trên cả cái lam. Khi mình soi lên mình sẽ thấy là các cái đám hồng cầu kết cụm lại với nhau vậy. Đấy, đây là một trường hợp mà nhìn vào thì có thể thấy ngay được cái cơ chế thiếu máu tăng huyết của nó là thông qua một cái khả năng rất là cao. Đây là một cái trường hợp của một cái mất máu cấp hoặc là một cái tăng huyết cấp. Bởi vì có thể nhìn thấy là các anh chị có thể thấy, không biết các anh chị có thấy được cái con chuột của em không? Dạ, thì mọi người có thể thấy là đây nó có một cái tình trạng tụy phẳng rất là mạnh, trong đó có cái hồng cầu mà mọi người thấy nhạt nhạt ở đấy á, rất là nhiều các hồng cầu mà có cái dân số nó nhạt nhạt và to to. Không biết mọi người có thấy rõ, các hồng cầu bình thường là các hồng cầu mà mình thấy màu hồng hồng này nè, còn đây có rất nhiều các hồng cầu nhạt nhạt mà kích thước nó to to. Thì thật đúng, mặc dù chúng ta cần phải nhuộm đặc hiệu thì mới thấy được nó, nhưng thông thường với trên cái lâm máu mà nhuộm diêm xa thông thường mà có thể thấy được các cái hồng cầu này thì thường nó sẽ là các cái hồng cầu lưới. Và lúc này chúng ta biết rằng tỷ lệ hồng cầu lưới trung bình khoảng 1% thôi, nhưng mà riêng cái quang trường này trong này không biết có đến được có 200 tế bào không, mà quá trời hồng cầu lưới luôn. Bên cạnh hồng cầu lưới thì nó có được rất nhiều các cái hồng cầu mà có người mọi người có thể thấy nó còn cái nhân rất là tròn ở đây. Đây là hồng cầu nhân, tức là hồng cầu non, giai đoạn non hơn cả hồng cầu lưới nữa. Nó ra trong máu rất là nhiều. Đây là một cái phản ứng tụy rất rất là nghiêm trọng đó. Kèm theo đó là một cái tình trạng tăng tiểu cầu phản ứng nữa. Thì có thể đây là một cái trường hợp sau một cái mức máu cấp nặng và tụy đa phản ứng rất là mạnh mẽ. Thì ý nghĩa của đọc lâm máu là như vậy đó anh chị, tức là bác sĩ đọc lâm máu phải là người đưa ra được chẩn đoán của hình thái của họ chứ không phải là mô tả. Nhưng mà cái câu chuyện nó lại nằm ở chỗ là chúng ta trách vì vấn đề về trách nhiệm cho nên là ai cũng không muốn nhận trách nhiệm, cho nên họ không có ghi cái chẩn đoán ra thôi. Chứ thật ra họ với một cái định hướng như vậy thì bác sĩ lâm sàng sẽ có một cái định hướng rất rất là tốt nếu như mà phía labo họ có đủ khả năng để mà họ trả lời một cái định hướng chẩn đoán của họ. Mặc dù bản thân họ không thể nào mình kết luận được toàn bộ chẩn đoán, nhưng mà họ có những thông tin rất là khoa học và rất là cần thiết. À, còn ví dụ trong trường hợp này thì cái thiếu máu này thấy quá rõ, bởi vì nhìn vào một cái quang trường ở ngay vực kinh 10 và thấy dày đặc các cái tế bào như thế này là biết ngay là bạch cầu nó lên ngút trời mây rồi nhé. Và nhìn kỹ vào á, soi vào thì trong này thấy toàn là các cái bạch cầu mà nhân thì rất là lớn, bào tương rất là hẹp á. Và nhân khá là mịn á, thì nhóm này là nhóm của leucemia chắc chắn rồi ha. Cho nên cái thiếu máu này nó đến từ vấn đề chèn ép cấp do leucemia thì quá rõ rồi. À, hoặc là như trong trường hợp này. Trường hợp này thì có thể thấy được là một cái thiếu máu với huyết sắc tố 84. MCV tăng tăng rõ á, MCV tới 117. RDV kép thì có biến độ nhẹ thôi. Bạch cầu 12 có tăng nhẹ, ca này thì không hề sử dụng bất cứ một cái thuốc gì ạ. Và tiểu cầu tăng luôn 569. Thì có thể thấy hai cái đặc điểm rất là rõ rệt như chúng ta đã nói rồi. Một cái thiếu máu hồng cầu to nó đến từ hai cái cơ chế. Một là do các cái hồng cầu non ở trong máu nó đi ra. Hai là do cái rối loạn phân bào. Mà nếu thật sự mà hồng cầu non ở trong máu đi ra thì nó liên quan tới các cái mất máu cấp hoặc là các cái thiếu hụt hồng cầu đột ngột, tức là nó ảnh hưởng đơn thuần đến dòng hồng cầu là chính, chứ gần như nó không ảnh hưởng đến dòng khác. Còn trong bối cảnh mà nó một cái thiếu máu hồng cầu to mà nó lại ảnh hưởng đến các dòng khác như thế này á, thì thường nó sẽ liên quan đến cái rối loạn phân bào. Mà liên quan tới rối loạn phân bào á, thì như đã nói á, nó có thể liên quan đến cái hoặc là do sử dụng do thiếu B9 B12 nó làm chậm phân bào,
hoặc là do rối loạn của cái sản xuất hồng cầu nguyên phát luôn, trong cái hội chứng loạn sinh. Thì trong bối cảnh này chúng ta có thể thấy là một cái đặc điểm tăng sinh rất rõ của cả dòng bạch cầu lẫn dòng tiểu cầu kèm với một cái thiếu máu. Thì cái cơ chế phù hợp trong bối cảnh này nó sẽ là một cái rối loạn liên quan tới rối loạn sản xuất hồng cầu. Và cái này sau này á, thì nó chính là một cái hội chứng loạn sinh tủy đi kèm với một hội chứng tăng sinh tủy. Và sau này khi bọn em làm đột biến thì nó ra được là đột biến SF3B1, và nó rơi vào một cái chẩn đoán mà có lẽ đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam chẩn đoán luôn á, đó là một cái tên của nó rất là dài. Tên của hội chứng này gọi là myeloproliferative syndrome, myeloproliferative neoplasm ring sideroblast thrombocytosis, tức là hội chứng loạn sinh tăng sinh tăng nguyên bào sắc vòng và tăng tiểu cầu. Cái tên của nó là như vậy. Thì có nghĩa là ngay cả những cái chẩn đoán cực kỳ phức tạp như vậy á, thì nếu như công thức máu nhìn vào cũng có thể định hướng được đó, anh chị ạ. Đấy, trong các cái trường hợp khác ví dụ như là thiếu hụt men á, thì trong bối cảnh mà cứ bệnh nhân thỉnh thoảng vào viện vì những cái đợt tán huyết mà cung mâm thì mình đều phải làm, thì cơ hội xác định nó cũng không khó lắm. Trường hợp này là một trường hợp mà thiếu đồng hợp tử luôn á, cho nên là mình có thể phát hiện được cái đợt tán huyết, có thể phát hiện tương đối không khó lắm. Hoặc là như trường hợp này, đấy, trường hợp này thì một cái thiếu máu mà lúc này không phải là hồng cầu to mà là một cái MCV MCH khá là nhỏ, hồng cầu lưới gần như là không thay đổi. Các anh chị cũng vui lòng xem cái bài về phân tích hồng cầu lưới trên YouTube để hiểu được cách thức phân tích hồng cầu lưới. Bởi vì phân tích hồng cầu lưới nó không phải đơn giản chỉ nhìn vào cái chỉ số hồng cầu lưới này mà chúng ta phải tính hồng cầu lưới hiệu chỉnh. Và với cái mức độ hồng cầu lưới như thế này là chắc chắn là tủy xương gần như không có đáp ứng gì rồi, kèm theo đó là một cái tăng bạch cầu và một cái tăng tiểu cầu luôn, cũng giống như tình huống hồi này, giống như tình huống bên này, nhưng mà ở đây là một cái hồng cầu nhỏ chứ không phải hồng cầu to. Và chắc chắn bối cảnh như vậy thì chúng ta phải xác định đây là một cái tình trạng cũng không phải là một tình trạng mới mẻ gì, bởi vì hồng cầu nhỏ thì như đã nói là nó cần thời gian mà nó mới nhỏ được. Nếu không phải là tha lát thì nó đều phải cần thời gian. Thì sau khi điều tra thì bọn em xác định được cái cơ chế về thiếu máu hồng cầu nhỏ ở đây ấy, là thiếu máu trong viêm màng. Và bọn em tập trung điều tra về nguyên nhân viêm màng. Và trong cái bối cảnh này thì bọn em đã xác định được cái nguyên nhân viêm màng của bệnh nhân này là một cái đau u tủy xương. Sau này bọn em làm điện di miễn dịch cố định thì phát hiện ra được cái IgG và cấp 3 đơn dòng. Tức là nó rất là nó sẽ giúp chẩn đoán luôn cái bệnh lý. Nếu như mà mình tập trung, mình bắt đầu mình suy luận về cơ chế, mình sẽ tìm ra được cái gốc phía sau của nó. Ví dụ như trong trường hợp này, trường hợp này thì là một cái thiếu máu rất là nặng luôn, MCV không nhỏ lắm nhưng mà còn là MCV nhỏ, MCV MCH nhỏ, không nhỏ lắm. Nhưng mà trường hợp này thì có thể thấy là bạch cầu bình thường này, bạch cầu bình thường này, và tiểu cầu nó có tăng nhẹ. Thì cái mô hình này là cái mô hình phổ thông nhất, không phải là phổ thông nhất mà cũng hay gặp của cái thiếu máu thiếu sắt. Trong thiếu máu thiếu sắt thì nó có một cái tình trạng tăng tiểu cầu phản ứng mức độ nhẹ thôi, nó khác với tăng tiểu cầu phản ứng ở trong cái viêm màng. Trong viêm màng ví dụ như bệnh nhân này, cái tăng tiểu cầu phản ứng nó sẽ cao hơn, nó có thể lên tới cả 1.000 á, 700-900.000 gì đó. Còn trong thiếu máu thiếu sắt thì nó có cái tăng tiểu cầu phản ứng nhẹ, và MCV MCH nó sẽ không quá thấp giống như thalat, và bạch cầu nó bình thường không bị ảnh hưởng, nhưng mà tiểu cầu nó có thể tăng phản ứng nhẹ. Không phải ca nào cũng có nhưng mà hay gặp, bởi vì ngày trước người ta có cái lý luận đó là trong thiếu máu thiếu sắt thì cái nồng độ của erythropoietin nó tăng lên á, thì nó có thể tương tác chéo với cái thủ thể của thrombopoietin và nó làm kích thích tiểu cầu tăng phản ứng chéo. Nhưng mà lý thuyết này thì cũng chỉ là giả định thôi, chứ tới hiện tại nó cũng không chắc lắm. Thì ca này sau khi bọn em làm thì xác định là ca này thú vị này, tức là ca này thiếu rất là nặng, 58g thôi. Và sau này bọn em làm xong, bọn em lại điều tra bi lăng sắc thì thấy sắc huyết thanh giảm thế thảm luôn. Hiền ơi, Hiền ơi, Hiền giúp được không? Hiền có theo hồi nãy giờ Hiền có theo dõi, Hiền có theo dõi đúng không? Thì cái ca này đấy, một cái thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc như vậy đó. Thì đấy, với cái bi lăng sắc hiện tại á, thì Hiền có phân tích được không? Thử phân tích thử xem.
Cái này tương đối khó. Hiền có nghĩ, Hiền ơi, Hiền mở mic đi Hiền ạ, à. Hiền hình như không mở mic. Hiền nghe không? Hình như mạng của Hiền yếu yếu quá á. Nhưng mà phải đi bình thường thì làm sao mà thiếu sắc được. Như vậy là bắt đầu chú bắt đầu thấy thấy vấn đề rồi đó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ chú này à, đấy đấy là một trường hợp, chỉ cần nhìn cái bilan dạ rồi dạ rồi dạ 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 Tốt quá, ít nhất là mọi người có ít nhất là bắt đầu mọi người thấy được cái vấn đề ở đây rồi đó. Nhưng mà như thế này anh, trường hợp này đấy, mọi người có thể thấy được là một điều rất là quan trọng á, là mọi người thấy được hiện tượng viêm ở đây, viêm mạng bắt đầu thấy rồi. Nhưng thật ra là phải có lý do thì bọn em mới làm tới những cái mặt cơ này, chứ không phải là tình cờ bọn em làm đâu. Nhưng mà vì cái bi lăng sắc ban đầu với cái sắc huyết thanh giảm rất là thấp như thế này, và ferritin vào khoảng 54, trong khi thiếu máu rất nặng, trong khi thiếu máu rất nặng, thiếu máu có 58 gram trên lít thôi. Có nghĩa là nếu mà với một cái thiếu máu thiếu sắt thì chắc chắn sắt là ferritin ở trong trường hợp này là gần như là cạn kiệt luôn rồi. Nhưng mà trong bối cảnh này ferritin nó không giảm, và như vậy á thì có một điều rất là quan trọng mà các anh chị phải nhớ, đó là nếu ferritin nó dưới 13 thì 100% mình sẽ chẩn đoán. Thực ra là dưới 20 là được rồi, là 100% mình có thể chẩn đoán là thiếu máu thiếu sắt. Nhưng mà trong tình trạng viêm mạng thông thường á, thì ferritin ít nhất nó phải tăng trên 100. Ít nhất nó phải tăng trên 100. Phổ thông nhất nó lên tới khoảng 200, 300 và thậm chí là cao hơn. Còn nếu như ferritin nó nằm ở trạng thái ở giữa, ví dụ như khoảng từ 30 tới 100 á, mà tiêu biểu nhất là trong khoảng vi 50, 60 này á, thì anh chị có thể nói luôn 100% nó là sự kết hợp của thiếu máu thiếu sắt cộng với một cái thiếu máu trong viêm mạng. Và ca này rất là thú vị, thì ca này bọn em đã xác định được á, là đây là một cái ung thư dạ dày, một cái ung thư dạ dày, và kết quả là mất máu rỉ rả qua đường tiêu hóa rất dài. Và cái ung thư dạ dày này nó là di căn gan rồi, cho nên là có thể thấy là men gan bilirubin tăng lên ngút trời mây luôn, chứ nó không phải là tăng huyết. Có thể thấy là thành phần men gan nó tăng, nó không đặc hiệu cho bilirubin, nó tăng không đặc hiệu cho tăng huyết. Và như vậy ca này có thể thấy được là một cái ung thư dạ dày gây xuất huyết tiêu hóa, gây ra thiếu máu thiếu sắt cộng thiếu máu trong viêm mạng. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng bên cạnh chuyện điều trị của ung thư dạ dày á, mặc dù trường hợp này thì khi vào gần như là không còn, thì không thể điều trị rồi, do di căn gan nặng quá rồi, cho nên là không thể sử dụng cái thuốc gì cả. Nhưng mà rõ ràng tình trạng thiếu máu của bệnh nhân không, nếu chỉ bản thân của một mình bởi cái viêm mạng do ung thư gan á, thì nó không đủ nặng như vậy á. Và trường hợp này sau khi bổ sung sắt thì nó đã cải thiện rất đáng kể, mặc dù rằng nó chỉ lên khoảng chừng 80 gram thôi. À, và đây là một điểm rất là quan trọng, là khi mà mình thực hành nhiều hơn thì mình sẽ phải đối diện với những cái tình huống thiếu máu hỗn hợp. À, thì với cái ferritin nhìn vào mức này và sắc huyết thanh giảm thấp như vậy là mình biết rồi đó, nó là hỗn hợp của hai cái cơ chế cộng lại đó anh ạ. À, anh chị cũng có thể thấy là bằng chứng ung thư dạ dày bằng cái điện giải đồ á, cả natri và clo đều giảm thấp đó, do bệnh nhân gần như không ăn uống được cái gì hết trơn.
Đấy. À, ví dụ ở trường hợp này thì có thể thấy là một cái thiếu máu rất là nặng. Thiếu sắc tố có, đấy đây lại là một cái thiếu máu, thiếu sắc ở cái góc độ điển hình là như thế này. Hemo 62 rất là thấp. MCV vào khoảng 72, à không thấp lắm nhưng mà giảm rõ rồi, và tăng tiểu cầu phản ứng có thể thấy 519 nhẹ nhẹ. Bạch cầu bình thường. Đấy, và lúc này sắc huyết thanh có 10,4 thì chắc chắn là thiếu máu thiếu sắc rồi. Đấy. Hoặc là trường hợp bên này. Đấy, với sắc huyết sắc tố 84. MCV, MCH ở đây là cộng giảm rõ. À, và trường hợp này thì cũng là một cái thiếu máu siêu sắc rất là điển hình. Ferritin chỉ có 6,37 thôi. Rồi, sau khi xác định được cái vấn đề của thiếu máu thiếu sắc rồi, sau khi xác định được cái cơ chế của thiếu máu rồi thì bắt đầu mình sẽ phải xác định là nguyên nhân gì dẫn đến cơ chế đó. Rất là quan trọng. Ví dụ bây giờ mình xác định nguyên nhân của thiếu máu ở đây là thiếu sắc, thì chúng ta phải trả lời là vì sao bệnh nhân bị thiếu sắc. Bị thiếu sắc này là do vấn đề của dinh dưỡng kém quá hay sao? Dinh dưỡng kém quá đấy là do cái gì? Bệnh nhân không thể ăn uống được cái gì hết, hay là bệnh nhân ăn chay trường diện, hay là bệnh nhân bị cắt đoạn dạ dày vân vân, hoặc là bệnh nhân bị mất máu. Thì mất máu từ đâu? Chúng ta phải tập trung ba cái nguồn chính, đó là mất máu từ đường tiêu hóa, mất máu từ đường niệu và mất máu từ đường kinh nguyệt. Đấy. Còn nếu xác định cơ chế của nó là mất máu bên trong thì có hay không có mất máu vào khoang thứ ba. Nếu xác định vấn đề đây là tán huyết thì phải xác định xem thử tán huyết ở đây là tán huyết qua cơ chế cơ học hay miễn dịch. Nếu như cơ chế của miễn dịch thì là nội mạch hay ngoại mạch. Rồi nếu xác định cái cơ chế này là do chèn ép thì phải xác định là chèn ép này là do bên ngoài chèn ép vào tủy, ví dụ như là các khối u ở tạng đặc xâm nhập vào tủy xương, hay ở đây chèn ép là do bản thân các bệnh lý nhiễm trùng như virus chẳng hạn, nó tấn công hoặc là nhiễm trùng nặng, các bệnh nhân nhiễm trùng nặng ở ICU chẳng hạn thì nó cũng ức chế tủy xương, hoặc là do bản thân tế bào của hệ tổng máu nó đột biến và nó chèn ép các dòng còn lại ha. Và khi mà xác định bệnh lý tại tủy thì phải phân biệt được đây là một cái bệnh lý cấp hay là mạng. Và nếu rối loạn sản xuất thì chúng ta phải phân biệt nó là rối loạn sản xuất do di truyền hay là mắc phải. Thì một cách tổng quát thôi, ở cái giai đoạn chẩn đoán cơ chế là quan trọng nhất. Còn khi cơ chế các anh chị đã chẩn đoán được thì cái chuyện chẩn đoán nguyên nhân nó sẽ không khó lắm, nếu như mà chịu khó nghiêng một tí, bởi vì lúc này cái định hướng của nó rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà nếu trình bày chi tiết quá thì sợ là sẽ không có thời gian, cho nên là em cũng rất là, nếu anh chị có gặp cái tình huống nào khó khăn quá thì em rất là vui lòng, nếu như anh chị muốn trao đổi thì em cũng sẵn sàng thôi, nếu như em có khả năng hỗ trợ được. Vâng, thì đó là cái tổng quan cái bài trình bày của em về cái định hướng của tiếp cận chẩn đoán thiếu máu, thì hy vọng là nó sẽ hữu ích. Anh chị có cái vấn đề gì thì mình trao đổi thôi ạ. Bạn Phương Minh có ai có hỏi bạn Trúc có hỏi gì không ạ? Dạ, các em cảm ơn anh Thắng. Cảm ơn Trúc rất nhiều. Ok chú. À, chú có thể cho bọn chú cái lại đi được không? À, nhất trí, không có vấn đề gì hết. À, để thì... có chị đấy, bọn chú con khám khảo đọc lại. Không có vấn đề gì, nhưng mà đấy, thì cái bài này nó bởi vì bài này đã mặc định là các anh chị đã được chuẩn bị về các cái kiến thức về liên quan tới chuyển hóa sắc, các kiến thức liên quan tới hiện tượng tán huyết vân vân, cho nên là em cũng nói rõ về các cái cơ chế cụ thể. Giống như vậy mà thật ra thì bài này là một bài tổng quan như vậy thôi, còn lại là muốn rõ hơn thì chắc là phải đi vào đào sâu lại từng cái nhóm bệnh một, thì cái đó mới hy vọng là kiểm soát được. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh Chi. Nhưng mà bài này rất là quan trọng, thật ra là em có thể nói là các anh chị có thể... Dạ, dạ. Trúc nói, Trúc ơi, Trúc.
Dạ, ý em muốn nói là gần như tất cả các cái trường hợp mình không thể nào chẩn đoán một thiếu máu vô căn, giống như trường hợp hồi nãy chẩn đoán tăng tiểu cầu vô căn nhé, nó sẽ không có một cái khái niệm như vậy. Chắc chắn nó có nguyên nhân, và nếu thực sự mà tiếp cận một cách có hệ thống thì gần như là chắc chắn mình sẽ chẩn đoán được. Tới giờ thì em vẫn 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 mừng là em vẫn chưa có cái ca nào em phải chẩn đoán là vô căn cả. Rất là ngưỡng mộ với về trục đó. Dạ. À, chắc có lẽ cái từ vô cảm là cái từ để chống chế cái chuyện cái khả năng cái năng lực của chính cơ sở đó hoặc là bác sĩ đó gọi là chưa chẩn đoán được ra bệnh thôi. À, thì còn lại thì y học thì càng ngày càng hiện đại thì cái chuyện phát hiện năng nguyên nhân thì chắc là cũng người ta giảm dần cái tỷ lệ mà vô cảm cái từ vô cảm dần. Một phần À, cũng thì vậy nhờ và bệnh nhân của bên em họ có điều kiện để cho em làm tới nữa chứ thực ra không có tiền thì em cũng chịu. đúng rồi đúng rồi, một là điều kiện bệnh nhân nhưng mà cái thứ hai là cái trình độ bác sĩ rồi là cái năng lực về chẩn đoán về cái thực nghiệm chẳng hạn đấy, thành lâm sàng để hỗ trợ nữa cũng rất là mạnh, thực ra phải rất là mạnh thì mới giúp bệnh nhân được. À, em cũng có một cái tính có lẽ cũng khá là vui là đấy, nếu thật sự bên chỗ của anh chị mà quyết tâm tới triển khai tới thì đấy em sẽ liên hệ với công ty để họ mở chi nhánh ở Nghệ An á, thì họ có đủ khả năng làm tất cả những xét nghiệm gì mà anh chị muốn làm. À, cái gì có trong sách vở là nó có hết à. À, tại vì người ta sẽ gửi mẫu và người ta thu thập mẫu và người ta sẽ có các chuyến bay liên tục về Hàn Quốc, rồi người ta sẽ gửi mẫu, người ta làm bên đó dù là làm công thức máu người ta cũng có gửi đi được à. Cho nên là tất cả mọi thứ, cho nên là câu chuyện nó chỉ nằm ở còn lại ở chỗ là mình có muốn điều tra hoặc là mình có biết để điều tra hay không thôi. À, còn lại cái chuyện mà nói về rào cản về phương tiện là sẽ không còn nữa, nó rất là thuận lợi nhé. Thì em sẽ trao đổi, bởi vì Nghệ An là địa bàn rất là lớn, cho nên là em nghĩ là nếu thực sự mà cái cộng đồng cái y khoa mà mình có thể liên kết với nhau và hỗ trợ phát triển được nhau thì chắc chắn là người dân sẽ được hưởng lợi rất là lớn. À, cảm ơn Trúc. Chắc là khi nào gặp cái nào khó thì chắc có lẽ phải là nhờ Trúc tư vấn tham vấn cho để các có các gia đình phù hợp Em cũng rất là như sẵn sàng thôi. thì cũng chắc là cũng 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 hơn 2 giờ đồng hồ đấy, cái bài báo cáo mà hơn 2 giờ đồng hồ thì cũng là lỗi từ tấm cám từ tấm huyết của bác sĩ Trúc ra để chia sẻ cho anh em ấy. Tất nhiên thì cái vấn đề thu nạp cái kiến thức này thì cũng có thể là chưa được hoàn toàn, nhưng mà cơ bản thì với những cái chia sẻ này thì cũng thấy được nó chúng nó rất những cái điều mà sáng tỏ mà lâu giờ mình cũng đang gọi là mập mờ hoặc là chưa 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 đi đến gọi là cái hiểu cuối cùng ấy. Thì thực ra là bữa nay thì nhờ cả chia sẻ của Trúc thì cũng 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 bắt cho riêng riêng anh thì cũng hiểu được thêm rất nhiều, hiểu rất nhiều thì chắc có lại để tìm hiểu thêm cả cái bài giảng đến chỗ cái kênh YouTube của Trúc nữa. Thì chắc có lại cũng ở đám này cũng yêu cầu các bạn có lẽ vào cái chỗ kênh YouTube của Trúc đi subscribe vì là theo dõi kênh YouTube của Trúc, chắc có lẽ mình sẽ thu nhận được nhiều kiến thức hơn về cái chỗ mà bệnh lý về huyết học cũng như ung bướu, để bổ trợ thêm cái kiến thức cho mình. Thì cũng chắc là một lần nữa cũng xin đại diện cho khóa cũng xin cảm ơn Trúc rất nhiều. Thì nếu có điều kiện sau này nữa thì cũng nhân Trúc chia sẻ thêm những cái bài hoặc là những cái bệnh lý cụ thể hơn, chẳng hạn như thalassemia cũng là một bệnh lý rất rất là thường gặp mà hiện tại đến địa bàn Nghệ An cũng như khi cũng rất gọi là rất dễ bỏ quên đấy, dễ bỏ sót đấy. Đấy, như khi mình thấy thiếu máu là mình cứ mặc định là cứ vẫn đang còn tình trạng là làm xét nghiệm máu mà không làm gì thêm cả, làm xét nghiệm công thức máu thấy HB giảm nó cứ auto là bổ sung sắt vào đấy, nhưng mà không tìm nguyên nhân, không tìm một cái gì đó gọi là để cụ thể để mà điều trị này, cứ auto bổ sung sắt thì cái này cũng rất là nguy hiểm. Thì qua đây thì đấy, một lần nữa xin cảm ơn Trúc rất nhiều. Em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng là sẽ còn có nhiều cái dịp để cùng trao đổi và học hỏi từ từ phía mọi người á. Thì nếu mà sau này có cái cơ hội nào khác hoặc có cái tình huống nào mà liên quan tới chuyên ngành mà em có thể hỗ trợ được thì em cũng rất là sẵn sàng thôi á. Chỗ Hiền với em là bạn rất là thân tình, cho nên là bọn em vẫn liên lạc với nhau rất là thường xuyên á, và em cũng sẽ cố gắng xúc tác với phía của công ty để họ có thể đặt cái chi nhánh ở Nghệ An. Thực ra đây là một cái mong ước của em từ lâu rồi. À, để mà họ triển khai, tại vì chờ đợi các phòng lab của Việt Nam thì rất là chậm trễ, cho nên là em phải làm việc với các đối tác của nước ngoài thôi.
thì em hy vọng là họ sẽ đồng ý, và nếu họ triển khai về được đó thì mọi người sẽ rất là thuận tiện tay chân, bởi vì giá xét nghiệm của họ cũng rẻ hơn cái giá của bệnh viện làm, thậm chí là bệnh viện công, thứ gì nó cũng rẻ hơn và tốt hơn hết á. Cho nên là hy vọng sẽ giải quyết được cái bài toán về mặt phương tiện cho mọi người, để cho mọi người có thể yên tâm là tập trung đầu tư chuyên môn mà không ngại về cái chuyện rào cản cơ sở vật chất. Dạ, nếu mà không có vấn đề gì nữa thì chắc là xin phép và chào tạm biệt mọi người luôn nhé. Dạ. Rồi, chào Trúc nha, Trúc Trúc một Cảm buổi tối ơn với bác sĩ lại Trúc nha. nhiều nhá. Dạ, em cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ạ. Rất là người Rồi, một chào Trúc nha. Dạ. Tạm biệt Trúc nha. À, tạm biệt. Ừ, anh ấy, gọi rồi.